căn bản nhưng mà là một trong những factor rất là quan trọng trong thực hành của kim cương thừa, đặc biệt là trong thực hành dọc chen, có nghĩa là bộ pháp thực hành dọc chen đấy. Thực hành dọc chen có nghĩa là dọc là một cái gì đó mang tính chất toàn thể, chen là một cái gì đó đã rất là toàn mỹ rồi, toàn diện và toàn mỹ. Nên là trong dọc chen người ta gọi hay người ta hay gọi dọc chen trong theo tiếng Việt là bộ pháp đại toàn thiện, đại viên mãn, đại viên mãn. Cái từ mà người ta hay dùng cho bộ pháp dọc chen là bộ pháp đại viên mãn. Và để có một cái bộ, để có thể tu sâu vào bộ pháp đại viên mãn đấy thì mọi người phải có cái pháp tu dọc chen, pháp tu môn rôn. Pháp tu môn rôn như là một cái cánh cửa, phải có cái cánh cổng đấy thì mình mới tu vào các cái bộ pháp trong cái pháp tu dọc chen được. Nên là không thể không thực hành môn rôn được. And for those who actually don't know much about the Vajrayana, so let's go into detail. In the Vajrayana, especially the Mantrayana, you have three external Mantrayana practices and three inner internal Mantrayana practices. And the teachings that we are talking about today is from the three internal Mantrayana practices. Nếu mà ai chưa thực hành Munro thì thầy có thể giới thiệu thêm một chút, đó là trong chưa thực hành kim cương thừa thì thầy có thể giới thiệu thêm một chút, đó là trong thực hành kim cương thừa thì có ba pháp tu ngoại mật ấy, mật chú ấy, và các tu nội mật, các thâu tu bên trong. Thì pháp tu dọc chen này là một trong ba cái pháp tu mà nội mật mà thầy đang nói đến đó. So from three internal, three inner tantric yanas or practices. So in Tibet, then that three inner tantric practices basically divides to three, which is mainly the Nyingmapa, which practices Dzogchen or Mahasandhi, and the Kagyu sects like, you know, Drukpa and Dragoon and Kamsang and all those things. I don't know, you might not even have heard of names, but all those things basically practice Vishis practices Mahamudra, you know, and Sakyapa, they mainly practice Lamje. So Gelupas, Gelupa mainly it focuses on the three outer tantric practices. So mostly like Namjudesum, basically the inner tantriyanas are followed mostly by the Nyingma Kagyu Sakya. It includes Dzogchen, Mahamudra and Lamje. It's the inner, right? Mostly these are what main practices. The inner one and the other. Yes. Okay. Trong các ba pháp tu nội mật thì bao gồm là có dọc chen, Mahamudra và Lamde. Thì ba pháp tu này chủ yếu của dòng Ninh Mã. Dòng Ninh Mã, các hành giả của dòng Ninh Mã là tương tưởng tu các ba pháp tu này. Pháp tu Mahamudra thì cũng có ở các cái dòng như là phòng Rupa này, dòng Rikung nó cũng tu pháp tu Mahamudra này. Còn đâu là các cái dòng ngoại ngôn rô thì là những một số cái dòng khác họ sẽ tu các phần ngoại mật. And from this three inner tantric practices, like, that is also divided into, like, especially in the Nyingmapa sect, it is divided into Mahayoga, Anuyoga, and Atiyoga. So the inner yoga also includes the Mahayoga and Nyingmapa. Only it, right? It is divided. It is in the three inner practices are Mahayoga, then Anuyoga, and Atiyoga. Ở trong Ninh Mã thì họ lại chia pháp tu nội mật ra theo ba pháp, bao gồm có Mahayoga này, Anuyoga và Atiyoga. And the Atiyoga
Yeah, Adi Yoga has so many amazing teachings, and actually, let's talk about the lineage first. So that particular Adi Yoga teachings are mainly focused or mainly practiced by Guru Padmasambhava and Vimala Mitra. Vimala Mitra. They are the ones who actually brought to Tibet and Himalaya. Vô cầu hữu à? Trong trong ba pháp tu nội mật đấy thì cái pháp tu Ati Yoga là một trong những cái pháp tu cao nhất. Thì thông thường là cái pháp tu Ati Yoga này thường được thực hành bởi ngài Liên Hoa Xanh và ngài Vô Cầu Hữu. And especially in Nyingmapa, we have different kinds of sects, like, you know what? Like we have Mindrolling's lineage, which is mainly focused on Fuji Chenpo. Fuji Chenpo means Avalokiteshvara. We have Vijun lineage, like, you know, and we have Yangtze Napo, for example. Yangtze Napo is one of those. And we have the Northern Treasure teachings, likewise, different, many, many different kind of sectors of the teaching. Đặc biệt là trong dòng Ninh Mã, ở trong Ati Yoga lại chia ra rất là nhiều dòng, chẳng hạn như có dòng Mindrolling. Mindrolling thì sẽ liên quan đến pháp tu của ngài Quán Thế Âm. Dòng Yangtze Napo cũng là dọc chen ở trong Ati Yoga để tu về ngài Phổ Hiền. Và có rất nhiều dòng khác nữa trong cái pháp tu Ati Yoga. And when it comes to Longchen Nyingthe, a very special lineage about this Longchen Nyingthe was that because of Longchen Pa. Và khi nói đến dòng Longchen Nyingthe thì cái điều mà đặc biệt nhất của bộ dòng pháp này đó chính là dòng pháp này được bắt nguồn bởi ngài Longchen Pa. And Longchen Pa is basically number one. Very important thing about Longchen Pa was because Longchen Pa, firstly, you know, is like, you know, a direct, probably like an emanation of a person called Hachan Pema Sel, basically, which is a daughter of Chisong Gyeltsin, who actually passed away when she was just 7 years old. And Chisong Gyeltsin was going through so much pain, requested Guru Padmasambhava, saying that you should bring back my daughter to her alive. And that's where actually Padmasambhava actually make an alive for this young daughter and endowed her with all of those people, Khandri Nyingthe, the heart essence teachings of Dakini. They were sealed into the mind of that young lady called Padmasal. And she passed to the Nirvana. And then it is prophesied to Padmasambhava that in later part of her life, when she is reborn, she will rediscover all those teachings. So she when she was young, 7 years old, before she died, she talked to... She was once dead already. Oh, dead, and she talked to Padmasambhava about the... Guru Padmasambhava called back her consciousness back, okay, to make her alive, taught all those teachings, and then she died. Okay, okay. Yeah. Cái lịch sử của ngài Longchen Pa rất là hay. Có nghĩa là ngài Longchen Pa, thực ra ngài Longchen Pa là hóa thân của cái vị con gái, vị công chúa, con của ngài Chisong Desen. Mọi người đều biết ngài Chisong Desen là vị vua của nước Tây Tạng, là người đầu tiên mang cái Phật giáo Kim Cương Thừa về Tây Tạng. Thì trước đấy Tây Tạng không có Kim Cương Thừa, mà Tây Tạng là các đạo Bon, là các cái đạo bản địa khác. Và ngài Liên Hoa Xanh là người sáng lập ra Kim Cương Thừa, thì ngài đã được ngài Liên Hoa Xanh mời đến đấy. Và ngài Liên Hoa Xanh là một trong những đại đệ tử của ngài, ngài Chisong Desen là vua đấy, là một trong những đại đệ tử của ngài Liên Hoa Xanh và giúp ngài Liên Hoa Xanh hoằng dương cái giáo pháp Kim Cương Thừa ở bên Tây Tạng, đúng không ạ? Thì ngài có một người con gái 7 tuổi thì đã bị chết, và ngài rất là yêu thương cô con gái này, và ngài đã cầu xin ngài Liên Hoa Xanh là làm sao giúp cô hồi tái sinh lại. Nhưng mà ngài Liên Hoa Xanh thì không thể, có như là người chết thì có thể là làm sống lại được, mà ngài Liên Hoa Xanh chỉ gọi cái linh hồn của cô ấy, cái tâm thức của cô ấy lên, và ngài Liên Hoa Xanh dạy cho cái bộ pháp, chính là cái bộ pháp, các bộ pháp tâm điếu, bộ pháp dọc chen. Bọc sen là cái gọi là tinh túy của trường tự tâm, essence là được khác, có nghĩa là cái bộ pháp, cái là bộ pháp tinh túy tâm của các ngài Dakini. Thì cô ấy, khi cô ấy chết đi, là cô ấy là như một người Dakini,
và ngài Liên Hoa Sen đã truyền cho cô cái bộ pháp đấy. Và sau khi cô nhận bộ pháp đấy rồi thì cô ấy tiếp tục đi vào cái cõi gọi là cõi Niết Bàn của ấy. Và cô có một cái lời nguyện là sau đấy cô ấy sẽ tái sinh lại, và sau đấy là cô sẽ lại có thể tìm được bộ pháp đấy. Cô đã có bộ pháp trong tâm thức rồi, nhưng sau khi tái sinh thì cũng phải lại tìm lại cái tekma đấy. Thì ngài Long Chen Pa, ngài Long Thọ đấy, gọi là Long Thọ đấy, chính là hóa thân của cái cô đấy. Và tại sao lại ngài phát hiện ra bộ pháp này? Thực ra không phải ngài phát hiện, mà ngài đã được ngài Liên Hoa Sen dạy từ trong lúc mà ngài đang còn là cái tâm thức linh hồn đang sống ở cõi đấy ạ. And when Longchenpa, Longchenpa, when she became the Longchenpa, isn't it? Yes. Next life, one of the life forms of Dharma Sava was Longchenpa. And the Longchenpa was a very, very, it's one of the most special person in Dzogchen Rinpoche's lineage. Anyways, you know, anywhere you go to this, any other teachings, there is no lineage that doesn't involve Longchenpa. So Longchenpa becomes the most important figure of a Dzogchen lineage. Actually, Longchenpa himself represents the entire teaching. Sau khi mà cô ấy tái sinh vào ngài Long Chenpa, và ngài Long Chenpa chính là người khai mật tạng. Khai mật tạng, ngài đã khai phám ra cái bộ pháp dọc chen. Trong bộ pháp dọc chen thì sẽ có các bộ pháp nhỏ đấy, nhưng mà tất cả các bộ pháp mà liên quan đến thực hành gọi là thực hành dọc chen đấy thì là ngài Long Chenpa là người khai mật ra đó. Và mọi người có thể tưởng tượng như là ngài là một người rất quan trọng khi mà phám phá được bộ pháp này, cũng như là ngài chính là cái đại diện cho cái bộ pháp dọc chen này. Tại vì tất cả sau đấy thì tất cả các cái dòng truyền thừa như kiểu Giang Tin là cô Long Chen Linh Thích, khi mà mọi người thực hành ấy, thì bao giờ cũng phải có ngài trong đấy. Ngài là một trong những người mấu chốt để coi như là truyền cái dòng truyền thừa đến cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Đầu tiên là ngài Liên Hoa Sen là ngài sáng lập ra đấy, nhưng mà cái người nhận tiếp theo bao giờ cũng phải có ngài Long Chen Pa trong cái dòng truyền thừa. Khi mọi người tu mọi người thấy cái dòng truyền thừa của tất cả các bộ pháp dọc sen đều là có ngài Long Chen Pa cả. Ngài chính là đại diện của pháp dọc sen. Khi mà sinh ra là ngài đã khai mật lại những cái bộ pháp đó. Okay, so Longchenpa had this wonderful teacher called Kumaranza, a great Kumaranza, the Vidyadhara Kumaranza, whatever you name it. Well, from Kumaranza, Longchenpa received both, which is called Pema Nyingtik means from the Longchen, the Nyingtik, the heart drop teachings of Padmasambhava, Pema Nyingtik. Nying means heart. Thick means drop, heart essence. The heart essence teachings of the Padmasambhava, he received from Kumaranza. And there is something called Bhima Nyingti again. The Dzogchen lineage has two different divisions, you know. One is from Padmasambhava, one is from Bimalamitra. So both of these Bimalamitra's teaching and Padmasambhava's teaching of this Dzogchen was all combined together in Kumaranza. That Longchenpa received fully. Vimala, what is Mitra. Vimala Mitra. Ngài vô cực hữu rồi. Thì ngài Long Chen Pa thì có là đệ tử của ngài Kumaranda. Thì ngài Kumaranda đã dạy cho ngài Long Chen Pa hai cái bộ pháp tâm yếu ở trong Long Chen Di Tích. Đây là xong mọi người. Hai cái bộ pháp tâm yếu nhất đó là Ninh Thích Sapo, Yasi Ninh Thích and Sapo Ninh Thích, right? Hmm? What is the two main? Vima Ninh Thích. Vima Ninh Thích. Padma Ninh Thích. Vima Ninh Thích and Padma Ninh Thích. Or Khandu Ninh Thích. Yeah, Vima Ninh Thích. Vima Ninh Thích and Khandu Ninh Thích. Vima Ninh Thích và Khandu Panpo Ninh Thích. Trong cái dòng dọc chen đấy thì chia ra hai cái trường phái, Vima Ninh Thích và Khandu Ninh Thích. Hai cái trường phái đấy được truyền từ hai ngài, ngài Liên Hoa Sen và ngài Vima Vô Cầu Hữu. Thì khi mà được truyền đến ngài Long Chen Long Thọ đấy, Chen Po, thì ngài đã tổng hợp có như hai bộ pháp đấy lại thành một, và để truyền tiếp theo đến cho những người đệ tử sau này, ngài đã có thể kết hợp hai bộ pháp thành một.
and from that, now let's talk about the shortcut one, because you know the long lineage, it will take a long time. From there, when Jigme Lingpa in 16th century, when Jigme Lingpa was meditating in one of the caves in Samye, he had the vision of Longchenpa three different times, and passed down all of those lineages, like you know, Bima Nyingpa, Khandwa Nyingpa, Samuyangpa, Khandwa, all those four different main teachings of this Nyingpa was then passed down on Jigme Lingpa. So he meditated in the cave? Yeah. Of Longchenpa? No, in Samye, which is Guru Rinpoche's cave. Okay. Vào đến thế kỷ thứ 17 thì khi mà ngài Jigme Lingpa ngài ngồi thiền định ở trong cái hang động ở trên non xanh, thì ngài lại coi như là khai mở lại bốn cái bộ pháp này, có nghĩa là không phải có ai dạy, mà có nghĩa là khi các ngài ngồi thiền thì các ngài có thể được truyền, người ta gọi kiểu như là truyền âm đấy, nghĩa là mà ngài khai mở lại ra cả bốn cái bộ pháp linh thích của ngài Longchenpa, lại khám phá lại được. And from Jigme Lingpa, then it comes to four main students or four Jignis. Và ngài Jigme Lingpa thì có bốn vị đại đệ tử, là bốn ngài Jigme, trong đó có thầy một trong một. Thầy ngài đã còn sống, thầy của ngài đã còn. Thầy ngài Jigme Lingpa thì chết từ thế kỷ 17 rồi. Nhưng mà cũng sẽ có những cái hóa thân, người ta bảo có những sự hóa thân. Ngài đệ tử, cái ngày thầy kiếp đầu tiên thế này. Yes. So from the four Jignis, then basically this is how the Longchen Lingpa teaching has been flourished around the world today. Và bốn ngài đệ tử đấy sau khi nhận cái bộ pháp Longchen Lingpa, ngài Jigme Lingpa đấy như là vị tổ của ngài của cái bộ pháp Longchen Lingpa, khi mà ngài khai mật lại ở thế kỷ 17. Sau đấy ngài truyền cho bốn ngài Jigme đệ tử. Và bốn ngài Jigme đệ tử đấy thì đem cái bộ pháp đấy đi truyền bá khắp thế giới như bây giờ. Thì ý thầy có nghĩa là bốn vị thầy là một trong những người gọi là nắm giữ dòng truyền thừa trong trên Ninh Thích. And let's talk about one Jigme, and then that Jigme would be the Jigme Tenleve, which is the first reincarnation of the Dorje Shinrinji. Oh, Jigme Tenleve. Trong bốn vị đại đệ tử thấy ngày vị tổ đệ tử đầu tiên là Jigme Thile Loza, thì cái ngài Rodokche, mọi người đều biết Rodokche Rinpoche, một vị Rinpoche rất nổi tiếng. Vâng, thì ngài đấy là ngài hóa thân của cái vị đầu tiên đấy. Then from Jigme Thile Loza, Jigme Thile Loza became one of the main heart students of Jigme Lingpa, and from Jigme Thile Loza his entire lineage was passed down to Dokhenze Eshe Dorje. Từ ngày vị đại tử đấy đầu tiên thì cái bộ pháp này sẽ truyền đến Dokhenze Eshe Dorje. Dokhenze Eshe Dorje. Dokhenze, ngài Dokhenze. And from Dokhenze, then it was passed down to the second Dorje, Jigme Khunso. Ngài sau đấy từ Dokhenze thì truyền đến ngài Dorjen thứ hai là Jigme Khunso. And also Dorjen has this one of the main student called actually Jigme Thile has this main student called Minjul Namgye Dorje, basically fourth Dorjen Rinpoche. What's the name? I cannot remember, sorry. Anyways, do you understand what I mean? Yes, I understand. Do you need a board? No. Next time you should. Right, it's easier. This will be a brief endless. Yeah. I think on the internet we can see it. Do you understand? Do you understand? Yes, I understand. But I mean the name, correct name, spelling, okay. I cannot spell it. From Dorjen Jigme Thile Loza, it was passed down to Khenze Eshe Dorje, right? Yeah. Khenze Eshe Dorje. Khenze Eshe Dorje passed down to Jigme Khunso. Jigme Khunso. Right?
Yeah. Then Jigme Phunso passed down to Minjul Namke Dorji. Minjul Namke Dorji. Minjul Namke Dorji. Minjul Namke Dorji. Có những ngài chuyển rất nhiều các ngài. Chuyển xuống. Chuyển xuống. Có nghĩa là trong bốn đại đệ tử đấy thì có vị, có cái vị đại đệ tử đầu tiên là cái vị chính. Trong bốn ngày đấy nhưng cũng có một ngày chính, thì ngày chính đấy chính là ngày Drup Chen, là một cái người hiện thân cuối cùng ở đây. Có một cái dòng dài dài đến ngày Drup Chen, thì là cũng là ngày nắm giữ dòng truyền thừa Long Chen Nhinh Thích. Thầy thì là cái ông thứ tư ấy, nếu mà người đọc trong cái tiểu sử của ngày Jigme Rinpa thì ông thầy mình ông thứ tư. Và xong rồi trong kiếp này thì cái ông Drup Chen ấy lại dạy cho thầy, vị thầy của thầy trong kiếp này quay lại, có nghĩa là hướng dẫn lại nhau ấy. So anyways, like that, from here and there, it comes to fourth Drup Chen, which is my teacher. Yeah. Đấy, thì thầy vừa nói là trong kiếp này thì ngài Drup Chen thứ tư đấy thì chính là thầy của thầy. Thầy của thầy trong kiếp này. And when I turned the age of 16, I first met my teacher, His Holiness Drup Chen. Khi mà năm 16 tuổi thì thầy đã gặp ông ngài Drup Chen thứ tư đấy ạ. And this is where I began to. I was very lucky enough to receive some amount of good teachings of Long Chen Nhinh Thích. Và lúc đấy thì thầy mới 16 tuổi nhưng mà ngài Drup Chen đã truyền lại tất cả cái bộ pháp Long Chen Nhinh Thích cho thầy ở kiếp này. And though I have no time to practice, I'm very lazy guy. Yeah, seriously, look at this, I have delayed, 30 minutes I could delay this morning also, I love sleeping. So, though I have received these teachings, I am not able to practice. So, even if I'm able to teach you guys, you can always think your root guru is Drup Chen Rinpoche, not me. Because I am nothing, I have no practice. Thầy thì bảo thầy là một con người rất là lười biếng, thầy coi như là hầu như không có thời gian để thực hành, thầy thích ngủ nướng cơ. Nên là khi mà thầy truyền cho chúng ta bộ pháp này thì chúng ta nên quán tưởng là chúng ta đang nhận bộ pháp từ ngài Drup Chen Rinpoche, tức là nhận được từ thầy. And from another lineage, then it comes from Jimmy Gyurinyu. The Jimmy Gyurinyu is another one of the main hot students of Jigme Rinpoche. Thầy đang nói là cái vị thứ hai tiếp theo Jigme Gyurinyu gì đấy. Có bốn vị thì đấy, thì cái dòng Long Chen Nhinh Thích nó được truyền qua bốn cái vị đấy. À, thì thầy nói về cái vị thứ hai. So Jigme Gyurinyu was one of the main students, like Kenzen Wangpo. Kenzen Wangpo is the first reincarnation of Songtsen Kenzen Rinpoche. Kenzen Wangpo là first reincarnation của vị đệ tử thứ hai đấy. Right? And from Kenzen Wangpo, then Kenzen Wangpo has a main student called Anzum Drukpa. Anzum Drukpa. Anzum Drukpa. Tiếp theo chuyển cho ngài Anzum Drukpa. Okay. And Anzum Drukpa has like many students as well too. Okay. Many students. But among those many students, Chokyi Lodro, which is the second reincarnation of Kenzen Rinpoche, Songtsen Kenzen. Oh, Chokyi Lodro, Chokyi Lodro là hóa thân của cái vị đệ tử thứ hai đấy ạ. From Chokyi Lodro, it was all received by Dingo Kenzen Rinpoche. Xong rồi Chokyi Lodro thì lại truyền cho ngài Dingo Kenzen cái bộ pháp Long Chen Nhinh Thích này. And from Drigo Kenzen Rinpoche, it was all received by my great guru, Songtsen Kenzen Rinpoche. Ngài Dingo xong lại truyền lại cho ngài Zongsa Kenzen. Ngài Zongsa Kenzen thì ngài vẫn còn sống đấy. Ngài Dingo kiếp trước thì mất rồi, thì truyền cho ngài Zongsa Kenzen. And I have got an opportunity to stay near Rinpoche and listen to this precious teaching. So I'm fortunate. Và ngài Zongsa Kenzen lại truyền lại cho thầy. Ngài Zongsa Kenzen là ngài viết quyển Đạo Sư Uống Rượu là thế nào là Phật tử đấy, tất cả các sách của ngài Zongsa Kenzen, một vị coi như là Rinpoche cực kỳ nổi tiếng, thì lại có nghĩa là ngài lại truyền cho thầy cái bộ pháp đấy. And you don't practice it, eh? So what I'm
what I have got is, I know I'm a sick person. I have got the medicines from all those best doctors in the world, but I haven't taken the medicine yet, so I still have stomach ache. Thầy bảo thầy là một người bệnh và các vị thì đã mang bộ pháp là những cái viên thuốc để cho thầy uống, nhưng mà thầy thì nhất quyết vẫn chưa chịu uống các cái viên thuốc pháp đấy. But actually it's true that, you know what, I'm lazy, seriously I'm lazy, and I'm proud to be lazy as well too. Seriously, I'm proud to be lazy. The reason that I'm lazy is because I have complete trust in these gurus. It's not about I should be smart or not, but I completely trust in these teachings. I completely trust in these gurus. Definitely, the only thing that I have in my mind, I'm so proud of, is that I have undisturbed, unbroken devotions towards these gurus. Thầy là một người rất lười biếng và thầy rất tự hào về cái việc lười của mình. Tuy nhiên, cái việc lười này bắt nguồn từ cái việc đó là thầy có một cái niềm tin bất tận đối với các vị thầy của mình. Lúc nào thầy cũng tin tưởng tất cả những cái gì vị thầy nói, vị thầy làm. Đấy là gọi là một cái lòng sùng mộ không hề gián đoạn. Bất cứ một giây một phút nào, thầy luôn luôn nghĩ nhớ đến các vị thầy của mình và tin tưởng vào cái giáo pháp mà các thầy luôn trao cho mình. And this kind of very sacred holy teachings like this, Dzogchen teachings, doesn't need to put so much efforts like a normal work. Even if you have that, if you can just, if you're a lazy person, doesn't matter. One thing that you have to have is this unbroken trust and devotion towards your guru. And this will, you know, there will be a time that you'll be liberated, because this teaching itself is so special. Là đối với các giáo pháp rất là linh thiêng, giáo pháp rất là thâm sâu và giáo pháp rất tâm yếu như là bí mật như thế này, thì những cái bộ pháp như này thì thực sự cái điều quan trọng chưa chắc đã là phải cái việc mà bạn coi như là thực hành rất là chăm chỉ, chất hành rất là biên mật. Cái tâm yếu, cái cốt lõi của việc thực hành các cái bộ pháp này là cái lòng sùng mộ không gián đoạn. Khi mà các bạn có cái lòng sùng mộ không gián đoạn thì thầy nói là đến một ngày nào đó thì các bạn cũng sẽ ngộ ra, các bạn cũng sẽ vỡ ra và các bạn cũng sẽ hiểu được và cũng sẽ được giải thoát. So though I am a lazy student, I have an enlightened gurus. Till my gurus, all of them are enlightened beings. Excluding me. Not including, excluding, except me. Okay. All of them, seriously. Chari Chenzer Rinpoche, his own son's Chenzer Rinpoche, you know that. He is a living Manjushri, isn't that? Whatever he says makes sense. Dodrup Chen Rinpoche was a complete hidden yogi. Just simply seeing open Dodrup Chen Rinpoche, people used to feel so changed and transformed in their own life. I've seen that in my own eyes. Many people. Rinpoche won't give a teaching like, oh, you have to do this. No. Rinpoche will just sign in. People will just come and see him. He will not speak one word. People will feel so peace in his presence. And that's because of his great teachings. That's because he has already become an enlightened one. Thanks, Rinpoche. Same thing. So, I would say a lazy student of an enlightened guru. So that's why I'm okay, even though I'm lazy. Fine. But you guys cannot be lazy. No. Because I'm not enlightened one. No, we are waiting for you to enlighten, then you can be lazy. Thầy bảo là tuy thầy rất là lười biếng, thầy nói thật sự là thầy rất lười biếng. Tuy nhiên là thầy có các cái vị thầy của thầy là bậc giác ngộ rồi, thì thầy không có lo lắng gì cả. Thầy có giáo pháp tuyệt vời, thầy có các vị thầy có giác ngộ. Và thầy nói phải nói với chúng ta là các vị thầy của thầy là thực sự là giác ngộ, chứng ngộ và rất cao. Như ngài Dzongsa Khense thì mọi người đều phải công nhận ngài chính là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hóa thân. Và thực sự cái kiến thức của ngài không ai có thể coi như là nói lại được. Còn ngài Dodrup Chen là một cái hành giả yogi, hành giả bí mật coi như là cực kỳ, coi như là nổi tiếng. Nhưng ngài rất ít khi xuất hiện trước công chúng, rất ít khi dạy đại chúng, nhưng mà mỗi khi ngài xuất hiện gặp mọi người thì mọi người ngay lập tức là
cảm thấy rất là bình an, cảm thấy rất rất là sáng tỏ. Chỉ cần gặp ngài thôi, ngài không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn thấy ngài thôi. Và rất nhiều người là sau khi gặp ngài là thay đổi tâm thức. Có nghĩa là cái sự linh thiêng của cái bậc người đang ngộ và cái sự linh thiêng của bộ pháp có thể biến đổi con người ta khi mà người ta có lòng sùng mộ một cách rất là mạnh mẽ. Ý thầy là như vậy. Chính vì vậy mà coi như là thầy tin tưởng là khi mà thầy là đệ tử những người giác ngộ đấy thì thầy có thể lười được. Tuy nhiên thầy bảo là chúng ta không thể lười, vì thầy không phải người giác ngộ nên chúng ta phải chăm chỉ lên. Nên là con mới bảo thầy là coi như là không, thầy kiểu gì thầy cũng giác ngộ đấy, có một thầy giác ngộ nên bọn con cũng vẫn lười thôi. So this ordinary person has this very important and sacred lineage. So therefore, so even if the teachings that I am giving here does not at all make sense, you can at least have one fully trust in yourself that is a lineage. Okay, I've just received them, you know. It's a very fresh teachings because I have never used it. Okay, listen that when you buy the things, like for example, if you buy an iPhone and you don't use it, still keep inside the package. That's a brand new, isn't that? Yeah. So the teachings are brand new because I've not used it. Just received it. So. Chính vì vậy mà mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, đây là một bộ pháp rất là thâm sâu, cũng như là bộ pháp của một cái dòng truyền thừa rất là lâu đời, được truyền dạy bởi những bậc thầy giác ngộ. Đây là điều rất là quan trọng. Và thầy cũng đảm bảo chúng ta là bộ pháp này thầy đang truyền cho chúng ta là bộ pháp rất là mới mẻ. Bởi vì thầy nhận của các vị thầy kia nhưng mà thầy chưa dùng đâu. Nên là cái pháp đấy còn mới lắm, truyền cho chúng ta là y nguyên như là từ các thầy giác ngộ kia truyền xuống cho thầy. Thầy vẫn còn giữ nguyên như thế. Okay, so anyways, that's to just now that chapter of like talking about the lineages. Now let's make it an end to that, and now let's come to the main topic. So maybe know about the you mentioned only about the two students of Zigme Lingpa, right? Can you talk a little bit about the fourth guy, the Zigme Kudron? Not necessary. Is he enlightened? Yeah, he enlightened, right? The first one. Not necessary. Yeah, he is important, definitely. And Zigme Kudron is like very, 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 very important person, definitely. Because I think he must be the longest serving students of Zigme Lingpa. He actually... The oldest one, right, at that time? Probably, and at the same time, he was maybe almost like same age to Jigme Lingpa, maybe a little more younger. Yeah, like just a few only. Years younger. Yeah. But I think he was the only one who was named after Khedrup. Khedrup means very learned, at the same time highly accomplished. Mm. He is believed. Forget about how much years he had been learning, but he had been meditating with Jigme Lingpa for 18 years. Mm. So many years. So he was highly, highly realized guru as well too. You might be thinking that's me, right? You know, look at his histories, biographies. I don't even dare to call that's my previous life. No way. Maybe I just hold his name, that's it. Okay, let's say that. Yes. Let's assume that. Lúc nãy con có hỏi là thế thầy có thể nói về cái ông thứ tư ấy. Thầy nói về hai cái ông đầu tiên dòng truyền thừa Longchen Ninh Thích. Thế còn cái ông đệ tử thứ tư Zigme Kudron ấy, đấy là khóa tân đầu tiên của thầy. Thì thầy bảo cái ông đấy thì ông ấy thì là một người rất tuyệt vời. Ông ấy là một trong những người mà già nhất trong bốn đại đệ tử. Có nghĩa là lúc ông ấy, cái câu chuyện này ông ấy thì mọi người có thể đọc trên cái website của thầy và nói rất kỹ. Có nghĩa là ông ấy lúc mà khi gặp ngài Zigme Lingpa ông rất là già rồi. Có ông ấy với ngài Zigme Lingpa hầu như là bằng tuổi nhau, kém nhau mấy tuổi thôi. Và hai người duy nhất là nhập thất cùng nhau rất là lâu.
các vị kia thì có thể là chỉ học trong một thời gian, các vị nhập thất xong các vị tự đi xuống núi và đi truyền đường giáo pháp. Còn cái ông này là ông ấy nhập thất cùng ngài Xích Mê Linh Pa hồi đấy là 18 năm. Cái ông đời đầu tiên của thầy ấy, nhập thất 18 năm luôn, ngồi trong núi thiền định 18 năm xong rồi mới đi ra để hoằng pháp. Thì do cái việc nhập thất đấy mà hồi đấy một người gọi ngài là ngài Khen Rup. Khen Rup tức là một người chứng ngộ rất cao, một người chứng ngộ cực kỳ cao thì mới được gọi là Khen Rup. Đấy, đây là cái ông đầu tiên đấy đấy. Thầy đầu tiên đấy, Khen Rup thứ nhất đấy. Còn đây ông Khen Rup thứ năm. Đấy ông đầu tiên đấy. Dính lên rồi, nhập thất với thầy luôn. Có nghĩa là ông này, ông thầy mình là nhập thất nhất, ông Thích Mê Linh Pa, người khai sáng ra cái bộ dọc tre đấy ạ. Là ông sư phụ của ông ấy ạ. Và cùng nhau là nhập thất 18 năm, tại vì ông bằng tuổi ông sư phụ. Ông già nhất. Sư phụ đấy là trước là đệ tử của ngài Long Thọ. Đấy, ông Dinh Mê Linh Pa là ngày khai mật tạng ra tất cả các bộ pháp của ngài Long Thọ. Ngày khai Long Thọ thì khai mật tạng của từ ngài Liên Hoa Xanh, đúng không? Còn ông Dinh Mê Linh Pa lại khai mật tạng lại các bộ pháp từ ngài Long Chenpo, không biết có phải Long Thọ không? Ừ, đấy. Long Chenpa. Đấy thì ông ấy bảo là thầy bảo là thì sau khi thầy đọc tiểu sử của cái ông đệ tử đấy thì thầy cũng như thầy rất là ngưỡng mộ và thầy không chắc đấy có phải là mình không phải mình mà mình không bao giờ so sánh được với ngài đấy, ý thầy là thế. Thầy vẫn là một người rất là vô minh, thầy không biết gì cả đâu, rất là chẳng qua thầy được trao cái tên đấy thôi. Nói chung thầy còn thầy rất là khiêm tốn. Thầy so anyways, like when I'm talking about the Kedoshin Jigme Kondo, he was very humble, definitely. When I really look, when I read his biography, sounds to be very, very, very humble. Always trying to hide from the public. That's not something that he would love to go in. It's not like me, definitely not. So you just love to hide inside the caves and hermitages and practice completely isolated. I love coming to Vietnam, meet with people, eat a lot of food. Yeah. Okay. What is there? I mean, nothing. So when it really thinks about Jigme Kundo, like Jigme Kundo was very highly enlightened one. He could again, like, you know, talk to Guru Rinpoche like you're talking to another human being. And that kind of enlightened ones, like, you know, he had this everything, whatever he did in his life was under the prophecy of the Guru Padmasambhava. Ishit Swajal would just appear like another person right in front of him and could show him the way. He could sometimes, you know, like he is the greatest, he is one of the great master, like, who have achieved the Mahasiddha, Siddhi of like Vajrakilaya. And he would even suppress this war that was actually invading Bhutan. Those was very Great Britain, by the way. And because of, yeah, when Great Britain was invading Bhutan, he was the one to suppress this war through the spiritual power. He had that kind of great imaginative power. So I have nothing, by the way. If somebody is trying to beat me, I have to run away. I can't do anything with that. So when I really look into those things, I know, seriously, I'm nothing. But what I aspire, I should be very honest here, isn't it? I'm not just trying to present myself as a humble person. Seriously, not. Okay? It's so important. We have to create this very truthful relationship. So but what I aspire in my life, at least, even if I am to fulfill 1% of his activities, the Kedoshin Jigme Kundo's activities, I will consider myself as a humble servant to serve this Longchen Ningpa community on his behalf. That's what I will attempt all the time and aspire all the time. That's all. Khi ngài đọc về tiểu sử cái ngày đầu tiên của ngài, ngày Jigme Kundo đầu tiên đấy, đời cuộc đời của mình đời đầu tiên, thì ngài đọc thấy là ngài đấy là một ngài rất là khiêm tốn. Cả cuộc đời của ngài sống theo kiểu hành giả yogi ấy. Cái những hành giả yogi thông thường là họ chỉ có sống ở trên núi, họ nhập thất
đa số họ chỉ thiền định ở trong núi và rất ít khi đi ra công chúng. Trong khi thầy bảo tôi chẳng giống gì ông đấy đâu, tôi suốt ngày thích đi du ngạo khắp thế giới, đi gặp gỡ mọi người nói chuyện, tôi thích ăn uống các thứ, chứ không như ngày kia là ngày rất là khiêm tốn. Và đặc biệt là cái ngày Jigme Kundon đời đầu ấy, là ngài có một cái năng lực thần thông còn là khủng khiếp, có nghĩa là ngài có thể nói chuyện, cái sự giác ngộ của ngài rất là cao đến mức mà ngài có thể nói chuyện với ngài Liên Hoa Xanh như là chúng ta đang ngồi nói chuyện đây này. Lúc nào ngài cũng nói chuyện với ngài Liên Hoa Xanh, và tất cả những cái gì, điều gì trong cuộc đời ngài, ngài đi truyền pháp hay làm gì là đều được sự hướng dẫn của ngài Liên Hoa Xanh. Liên Hoa Xanh bảo gì thì ngài làm đấy, có nghĩa là ngài hoàn toàn phụng sự theo tất cả người dạy của ngài Liên Hoa Xanh. Thì mọi người để biết là họ đã chứng ngộ cao nhà, họ cũng phải nói chuyện được với các bậc chư Phật như thế. Và hỏi lại thầy ngày xin tiền đi học ra chắc hỏi như thế nó không 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 đúng đầu đúng không đầu giờ không đấy là các vị thầy hiện đang sống nữa. Còn sau đấy một cái nữa, cái sự kiện nữa đó là hồi đấy là nước Bhutan, khi ngày đầu tiên còn sống, đất nước Bhutan bị quân từ dân Anh sang xâm chiếm, thì cái ngài Jigme Kundon đấy đầu tiên là đã sử dụng thần thông và làm cho quân Anh khiếp sợ, và sau đấy là mọi người rút lui. Cái họ có những cái thần thông hô mây gọi gió để làm ra các linh hồn điều khiển các linh hồn quỷ dữ ấy, cái ngài rất siêu, và chính vì vậy mà không có chiến tranh. Còn quân Anh thì chỉ họ chỉ sợ họ đi, còn quân bản địa thì không ai phải đánh nhau, phải giết chóc giết người. Nói chung là thực sự một cái thần thông rất là khủng khiếp. Thầy bảo là đấy là ngày kiếp trước thôi, còn kiếp này tao mà đánh nhau tao có chạy luôn, tao có dám đánh ai đâu. Nhưng mà cái mà thầy có thể học được từ ngày đầu tiên đấy đó là cái sự khiêm tốn và sự phục sự giáo pháp. Thì đấy là cái điều mà thầy muốn, tại vì thầy ngày quá nổi tiếng, thầy bảo thầy không thể học được, ngày giác ngộ quá cao. Và kiếp này thực sự thì thầy chỉ muốn là một người học trò bình thường và khiêm tốn phục sự cái bộ pháp Long Chen Ninh Thích và cố gắng đi truyền bá bộ pháp này trên thế giới thế thôi. Nói chung là thầy toàn đấy đó, thầy khiêm tốn. Ok. So ask you that when you mention that when you ask your teacher about what to teach the ignorant Vietnamese student, and the teacher told them to ask the Long Chen Ninh Thích, she mentioned that is it Guru Rinpoche who told you that? Because you said that you can communicate with Guru Rinpoche. Not me. I wish Guru Rinpoche. I cannot even see the statue of Guru Rinpoche as Guru Rinpoche. I'm that ignorant, by the way. Okay, anyways, let's not prolong for that. First, before we start the teachings, I'll do the transmissions of this. Lung, right? Yeah. So, yeah, lung. Okay, so you can visualize that you're going to listen to this oral transmission to bring the benefit to yourself in this lifetime and to enlighten every sentient beings that you are connected to. With this motivation, you can wish that you want. Và mọi người sẽ phát khởi được cái động cơ đúng đắn, động cơ thanh tịnh, đó là khi mà chúng ta nhận được bộ pháp này thì chúng ta nguyện là sẽ tu hành để đạt đến giác ngộ, cũng như là giúp tất cả những người xung quanh chúng ta đạt đến giác ngộ, phát khởi được cái động cơ đúng đắn. Nam ghi ta đàn nhân bế sâm chân tham chế tên chân tài vọng văn nam nam phái ông bác bác sâu bế sâm chế kỳ mô lâm bế chân gà rạc thật ra bế chân tư văn tư chư sâm văn tư nế sâm văn nam văn văn chư Sanjay Chan,
Om sambara sambara bimana sara mahanzam bahom om sambara sambara bimana gara mahanza om je tamara de de batni de che che en de che che se chame de juro chenya om rusana ma rusana ma ne tamada ta tavarda nae so ha shi benza ziha mantra dara bardani om Jelen dinam sonde ben gelim kundu kebara son idem gedi de tamadina yansa tenin ince tenin ce de be çama cinci lavadan kapsu kazelan ya tab nina tab tuna yubi tu kebara son so adam bu benden ne metocu koca samadab ne ama cen yüldür gede çoğun ne 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 yüldür gede Sıvını dengeden daha doğru gece kalanlar uzağa gözlerinden olarak diyoruz. Bu arada da güneyi görünmem, onun yüzünden Reçel ve yemek bundan bence daha çok yıkanak olacağını hazırlayacak. Parvesi için gel bu çocuğu zekunya tabimize gelinmek lazım. Fahri tu bu çatlardan şu çekeyi çoğun yönelik lazım. Kanrenin bir tabi anlayacak. Sonra dün gelin abrak avayasın yolda çekeceğim. Şuraya dinleyin. Sonra da okuyun. Şahı dinleyin. Abrak yedi gelecek. Kudu kudu kanat. Ama da şöyle. Red sallar. Öyle de çöldürce. Ronyen damızı tazlarına ver onu. Ne kovanıcı olacağını da okuyun. Dolar mı ya? Çaban magic ki magic ve çocuğu dinlerim de dinlerim. Şeyim be ben tabi kucak mı var ya? Ne olur ne kızım ne zorlu. Çamcı niye be vardı? Kimsesi ben son sonu sen geliyor. Horna da çocuğun gibi kalıyor. Sen bir şeyin sen geldi o ben son bir şey otursun. Kondeni adamı zorlu. Müni tamamen ağır koran, devamlı ağır kükürüyor. Yandan dolayıdır canım. 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 Yandan ve düşünler anlatayım bekleyen her an hiç adırsam ben de onu yaşayın da bakayım. Bir tane iyi geçiş olsam biraz. Kansım ne cüden de yurtarsın cümletin. Ben de ben sancı yapıcı olmalı. Sabah önce cümleti yaparlı. Annem böyle şahabı gibi yine anlatırım. Ben böyle zaman da diye takip etmiş. Ama ne yapayım ben de ne? Ama o konsum yedince var. Çaca şey mi? Cennet'e. Hani önce ben anlatayım. Kudam kilesi manamda kürücü geçin açıya kuruşu Cuba kusulü son sabını peyde içeceğim var ve yalan diyeceğim sen sana konuyu ihale edeceğim. Eğitim, imam diyeceğim.
The room is done.
Do you guys need some drink? Yes. Okay. Yeah. I think this is like one day practice, you know, and those who have a full-time job, it is very difficult to make it up. So therefore, I do not say, hey, you have to do this much a day. No, there is no requirement for that thing. And I think here you can have like the brief ones as well. But I think somebody should help us make the brief one as well. I think there are more brief than this, which is written down in the Chinese Wombo. There is more brief also like this, maybe like 2 pages or something like that. Those who have no at all time, you can go for that as well too. But those who have done, this is a pretty good one. And this one is very much detailed. I'm so sure that people don't have this time for this because everyone has to make money, right? Everyone has to go office and do something else. So it will be very difficult. Okay. Cái thực hành Monroe là cái thực hành hàng ngày. Có nghĩa mỗi ngày chúng ta đều phải thực hành để duy trì cái sự liên tục và sự kết nối. Thì tuy nhiên nhưng mà thầy sẽ không bao giờ bắt là mọi người đều phải coi như là thực hành một cái số lần nhất định. Có nghĩa về cái số lượng thì thầy sẽ không quy định. Nói chung có sẽ có số lượng tối thiểu nhưng mà cái số lượng tối đa thì thầy không quy định và không bắt buộc là mọi người phải thực hành bao nhiêu. Trong cái dòng Long Thiên Niên Thích thì sẽ có mọi người nhìn thấy là có nghi quỹ dài và nghi quỹ ngắn. Thì ngoài ra còn có một nghi quỹ ngắn hơn nữa, chỉ tầm 2 trang thôi. Không, thực ra là ngắn rồi. Thực ra mỗi ngày chúng ta sẽ phải đọc hết. Khi mình thực hành thì mình sẽ phải đọc hết cái nghi quỹ đấy. Thông thường là sẽ có lễ lạy hoặc là gì đấy, thầy em không biết, nhưng mà sẽ là đọc hết cái nghi quỹ đó. Thì thầy nghĩ là cái nghi quỹ ngắn sẽ là phù hợp. Chứ còn nghi quỹ dài chắc là ít người có thời gian để có thể đọc được. Tại vì mọi người vẫn còn phải đi làm, phải kiếm tiền, đúng không? Vâng. So anyways, you know what, the mantra starts from the day that you wake up from your bed. It's just a mantra. So we call that a practitioner's lifestyle. Okay? You can be an office goer, you can be a housewife, you can be a monk, you can be a nun, whosoever. You have the same style of like, you know, going through the same practices. So the moment you wake up from your bed, you have to first of all begin with having a gratitude that you are at least alive today. You have got another opportunity in your life to continue with this life. People, those who are very desperate, who are really going through a trauma, who is really going through a depression, people might think that, oh, why didn't I end my life here? I wish that I cannot come up and live. I don't want it to be a human anymore. Don't rush. You know, you don't have to have a rush. One day you will not be any more humans. You will have to die one day because no one has excuses. No one is going to live for 1,000 years in this human world. And the max we have is 100 years. And nowadays we don't even live 100 years. Most of us will die earlier, right? So, what you have to do now is basically being grateful. If you are not being grateful of this world, this precious human life, people do take it for granted. When people take it for the granted, I mean, if you take granted of this, your own life, you're not going to make it any more productive things. So we have to start with feeling gratitude towards your a day that you have got another opportunity to be in this human life. Pháp thực hành Monro này thì nó sẽ bắt đầu ngay từ lúc chúng ta mở mắt dậy mỗi ngày. Bất kể chúng ta là bác sĩ, luật sư, người nhà nội trợ hay là cư sĩ, tăng ni, Phật tử. Tất cả mọi người khi mà đã nhận bộ pháp này thì sẽ bắt đầu thực hành Monro từ lúc bắt đầu mình mở mắt. Thầy có dạy một cái điều rất hay là từ khi bắt đầu mở mắt mình đã có thể thực hành. Cái điều đầu tiên mà mình có thể thực hành đó là ngay lập tức khi bắt đầu mình mở mắt ra, mình phải nhớ ngay là mình đã được sống thôi. Đầu tiên là mình biết ơn là mình cuộc sống này mình đã vẫn sống, mở mắt dậy và vẫn còn sống. Điều đấy rất là quan trọng. Tại vì trong cuộc sống này thì rất nhiều con người, người ta quá trầm cảm, người ta quá xì chét, người ta quá mệt mỏi và người ta chỉ muốn chết đi. Người ta muốn tự tử, người ta không muốn sống nữa. Rất nhiều người không muốn sống nữa. Thế và cái điều đấy đơn giản mà. Để có được thân người rất là quý báu, rất là khó. Nhưng còn bây giờ để chết đi thì nhanh lắm. Mỗi người có 100 năm sống mà bây giờ có ai sống được 100 tuổi đâu. Những người sống mấy chục tuổi, 30-40 tuổi khi đã chết rồi. Nhưng mà người phải hiểu thân người rất là quý báu. Và cái việc chết đi ấy, thì làm thân súc sinh, ngạ quỷ thì dễ lắm. Cái việc đó là cái việc rất đơn giản. Bạn chết đi cái chắc chắn là bạn về các cái cõi đấy. Còn để có được thân người là điều vô cùng quý báu.
chính vì vậy mà mỗi khi mình đã là một hành giả thực hành ngôn đô rồi thì cái việc đầu tiên mình có thể thực hành ngay lập tức khi mình mở mắt dậy đó là có một thái độ biết ơn. Con đã được sinh ra, con vẫn còn tiếp tục được sống tiếp một ngày nữa trong cuộc sống này. Okay, so now after this motivations of like being grateful of this human life, then now you begin with the yoga. You know, there's a breathing yoga. Mundo is actually very fantastic. You also have a yoga. Look at this. Normally you have to have a yoga, isn't it? You have to get into the dress. No, you don't need to do that thing. As soon as you come out from the bed, you can have a yoga. The yoga is basically, you know, just simply straightening up yourself. It's a breathing yoga. Do you guys do this in Yantina? No idea. Okay. So there are seven forms of Verochana. Seven forms of Verochana. Verochana means you are transforming your body into a form of the Buddha. You know? Basically, you know what? Our body has a nerve system. Nerve, right? And within our body, there is a nerve system. Through the nerves, there is blood channels. And through the blood channels, there is an air. Through this air, there is where your subconscious minds and everything works, functions through. So all of this, how is the nerve systems, are connected in three main pipelines. Understand? One pipeline is from in the center of your epic. You call it epic center, isn't it? Yeah. The aperture. From here, it is directly connected to your tomb, you know. And another two is connected to your nose. Like this, it goes back, and it is connected inside. So the main center, the aperture one, like the main center pipe channel, that contains the wisdom ear inside. This two side ear that we are breathing through is mostly polluted ones. That's what we're using for breathing, isn't it? This is what you do. Okay, first you translate this. Cái việc đầu tiên chúng ta thực hành dạy là biết ơn, đúng không ạ? Sau khi cái thực hành cái sự biết ơn, lòng biết ơn là động cơ đúng đắn rồi thì chúng ta có thể ngay lập tức chúng ta thực hành gọi là pháp yoga về thở. Vì ngay sau khi chúng ta bước ra khỏi giường biết ơn xong là chúng ta bắt đầu có thể thực hành ngay pháp yoga được, không cần thiết phải ăn mặc quần áo trang điểm gì vội. Đầu tiên chúng ta phải thực hành pháp thở yoga. Trong cái pháp thở yoga này thì chúng ta biết là cơ thể chúng ta là các cái hệ thần kinh, có rất nhiều các hệ thần kinh ở trong cơ thể chúng ta. Thông qua các kinh mạch máu thì các cái dây thần kinh ấy đi đến khắp cơ thể, và trong các cái kinh mạch đấy nó lại còn có cả các khí, đúng không ạ? Trong các cái khí đấy thì chính nó là tồn tại cái tâm thức của mình, cái ý thức, cái nhận thức của mình. Thì nó có hai cái trục chính, đó là một cái trục đầu tiên là từ trên đỉnh đầu và đến rốn, đúng không? Không, trục từ đến đỉnh đầu nó chạy thẳng xuống rốn này, và trục thứ hai là trục bắt nguồn từ mũi này, chạy vòng ra hai tỏa hai bên này. Thì cái trục trong cái thực hành gọi là thực hành Vairochana, gọi là thực hành thiền bảy điểm tỷ lô giá na ấy ạ. Thì cái trục chính đấy là cái trục thanh tịnh, gọi là trục Phật. Khi mà mình hít thở đấy thì mình thanh tịnh hóa và mình biến đổi mình thành tâm thức của một vị Phật, thì cái trục đấy là trục của vị Phật. Còn hai cái trục mà chúng ta thường thở đây này, cái trục khí mà đi ra nhà, hai cái trục đấy là gọi là cái trục ô trược. Trong đấy nó rất giữ chữ rất nhiều ô trược về tâm thức, về trí. Vậy thì giải tiếp ạ. So if your nerve systems are straight up, right? Okay. If your nerve system are straight up, the breathing system will be comfortable. If the breathing systems are comfortable, then your mind will be calm and stable. Okay. So that's why first what we do is breathing meditation. Okay. This is what we do. Through creating the seven postures of Verochana. Khi mà chúng ta ngồi thẳng, đúng không ạ? Cái hệ thần kinh của chúng ta được kéo thẳng lên.
thì cái hơi thở của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Và khi mà hơi thở dễ dàng hơn thì nó sẽ giúp cho cái tâm thức của chúng ta bình an và bình an và ổn định hơn. Chính vì vậy mà cái việc thực hành cái hơi thở này rất là quan trọng. Nó giúp thực hành 7 điểm thì lô giàn rất quan trọng, giúp cho chúng ta cân bằng thân tâm trước khi chúng ta thực hành. Ok, I'll ask you to do it first. Yeah. The first most important is your feet, cross feet. Hai chân này, cái tư thế thì lô giàn là hai chân này quàng với nhau. I cannot do it. I practice many times, I cannot do it. It's so hurt. It's so hurt. Man, I can only do like this, sorry. You should do it, try. I don't, that is really painful. I cannot only one. It's okay. I did many times. Cannot. Woo, it's really painful. I do it at every heart. Oh, yeah. Yes. Which one? Go first. Go first. The left one. Trái trước ạ. Phải vào trong. Trái trước. Trái trước. Trái trước. Trái trước. Trái trước. Okay, half is good. And if you just if you can't do it, just stay, sit normally. It's pain here. And sit normally. Sit normally. If you can't do it, nhìn giống bạn này đi. Sit normally. Sit normally. I practice a lot. Okay. If you can't do it, fine. Sit normally. Sit normally. Sit normally is okay. Just normally. Normal, okay. Second important is this. You know what? When you're in mother's womb, probably you're like this, right? Khi mà chúng ta ở trong bào thai, chúng ta hay để tay như vậy. So this finger, basically, what do you call this? Ring finger. That's why, you know, normally when you are in marriage, right? You seal this with the ring. The ring that made, actually, the meaning of ring means to seal. Okay. No ring here. All of your life is mine. And all those things. Anyways. So all of this nerve system has connection here. Okay. So what you do is you press the nerve here. Okay. That is like closing the door to the negative air channels. So you press like this. Okay. Tất cả các hệ thần kinh của mình thì with your thumb, press this. Yes. Yeah. And you can just do like this. Probably bend this ankle. Yeah. Ooh. Okay. So when you bend your ankle, put it in this hip here, then that's the second posture of your hand. Hand posture. Yeah. Not here. Mẹ em xin phải hai bên. Ôi không phải cắm vào chỗ cần cắm. Okay. Second posture. The third posture is stretching your shoulder like a vulture. Do you know, have you ever seen a vulture butt? Vulture is not like this. They're like this. Vultures are like this. Have you ever seen vulture? A vulture? A bird called vulture. Vulture. V-U-L-T-U-R-E. In Tibet, there is huge bird that eats human flesh. Okay. That's called vulture. Điểu. That's so big. Yeah, I know. So vultures are like this. So jagged, you shock at the thing, like, you know. When the vultures fly, they fly like this. So you have to wear hands like this. So your hands, no matter how tall you are, your hand will be straight. I cannot stretch. How come I stretch? My hand is so long. No. My hand is so long, I cannot stretch. No. Con đi vai lên, kéo lưng lên. Third is your shoulder. Fourth is your back. Wow. It has to strut up like an arrow. Strut up. Đầu tiên là chân này, thứ hai là tay như thế này, này. Thứ ba là cái vai này. Vai co lên và thứ tư là cái lưng thẳng. Okay. So the fourth, right? The fifth one is your neck.
You do not look up, you do not look down. Just little bend down a little bit. Tiếp theo là cái tư thế cổ, thứ năm là tư thế cổ, không quá ngửa lên, không quá cúi xuống. Kiểu là hơi cúi xuống. Cái này vẫn đang là ngày, nhưng mà không phải là buổi sáng. Bend down a little bit, almost as this much. Like this. A small scissor. Ừ, hơi cúi một số tí xuống. Okay, this is number 5, right? The sixth is that now you, your tongue has to lift up to the upper palate. Cái thứ sáu là lưỡi thì chạm lên trên so cái when you, when you, ăn not, trên. Not like this, just lift up. So when you lift up, your mouth will be slightly open. So you can let this air come out in there. But now seventh is now your eyes has to look on the tip of your nose. Look down, right? Yeah, on the tip of your nose. Và cuối cùng là điểm thứ bảy, đó là mắt thì phải nhìn đầu mũi ạ. Cô nhìn đầu mũi nhé. Ok. Cảm thấy đầu mũi đâu. Mũi tẹp mà không nhìn đầu mũi đúng không? Mũi tẹp. Sắp lắc mắt. Ok, I'm checking out to everyone. I'm doing so correct. Okay, I'm checking on you. This is going to touch. Perfect. Yeah, wet. So wet. Yeah, of course it will happen. Just do it. Because you know your body is stretching up. Yeah. When your body is stretching up, all the pipeline that is banded will stretch up. Okay, so we call this seven forms of chanting. Okay. So this itself will release the muscles. Nó làm giãn tất cả các cái cơ của mình ra và các cái năng lượng xấu thì nó sẽ bị tuôn ra. Tại vì đây là cái điểm tiếp nhận năng lượng đúng không? Cái điểm đây là cái dây thần kinh, cái ngón này ngón thanh tỉnh nhất, tất cả các cái năng lượng xấu nó sẽ từ đi qua đây. Thế khi mình bịt cái năng lượng lại, cũng như mình giao nhận ấy, và mình bịt lại để coi như là khi mà mình đi chỗ nào chẳng hạn nhiều âm khí hay cái gì, mình đơn giản mình đóng lại đi, hoặc mình đóng lại nhỉ. Đóng không có cái gì. Slightly keep this hand like a hook. 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 À, tay thì vẫn để nhẹ nhẹ, không tất cả nắm lại. Lâm dài. Nhàn chuyên gia. Ông tiếp vai nhàn chuyên gia đúng rồi. Chuyên gia đấy rồi. Đúng rồi. Không đâu. Just take this. Oh man, it's painful. No, because you know why you concerned? Because your feet are not in the proper manner. Cái này là cứ co co. Cái này từ cổ là cái phía tay á. Ngửa ra, mình ngửa ra. Chân cao quá. Yes. How long? we also do this breathing, but only before we practice, not after we wake up. So is it only before we practice? We also. Oh really? Yes. Okay. Then, but in Rongchenyang tradition, as soon as you wake up, you do this. Okay. We do it. But we didn't. Có nghĩa là theo Rongchenyang thích là cái việc này phải làm ngay lập tức khi mà mình vừa mới tỉnh dậy. So một là biết đâu, biết hai là biết. Okay. So that's the first question. We breathe normally, right? In this seven point. No, right now we're not done. So these are the postures. Okay. Now I'm going to go there. Give you guys an instruction. So this one,
you can remember this is the foundation of the Zalung practice in the future. If you wanted to practice Tummu Zalung, this is where everything begins with. You can purify your inner ear, you can fetch the energy with that things. So these are the foundations of all the energies in your body. Those who believe in energies. Okay? So what you do, look at, listen, okay now. The left breathing side, most of the time, is where the desires originated. Right side, most of the time, this is where the anger is originated. And in both of these sides of the, I mean like pipes, the ignorance stays inside. Okay? So what you do is you simply purify that through the breathing. Cái tiền đề điểm đấy là cái tư thế, thầy đang dạy cái tư thế, còn sau đây thầy thấy dạy cái cách hít thở như thế nào. Thì bản chất là cái thiền bảy điểm này nó là một trong những cách thiền gọi là thầy thanh tẩy thân thể, cũng như là cũng có thể tạo ra năng lượng được. Thì đối với những ai mà quan tâm đến pháp thiền nội hỏa ấy, thì cái cách thiền bảy điểm này cũng là cái khởi đầu để về sau mình học cái thiền nội hỏa. Thiền nội hỏa để thanh tịnh cơ thể và coi như là tạo năng lượng. Thu mô thì tự hòa hải, coi lúc đấy cô không mặc quần áo gì, cô ngồi trên núi tuyết, cô cũng không bị làm sao cả, tự sinh nhiệt. Thầy dạy tiếp theo đó là cái mũi bên trái của mình, mọi người nhớ nhá, cái mũi bên trái của mình, cái việc hơi thở của từ mũi bên trái đi ra là nó đại diện cho gì, đại diện cho tất cả sự tham ái. Cô tham tất cả cái gì bên trái là mong muốn tham ái ở trong trái. Bên phải, nữ mũi bên phải thở ra chính là sự giận dữ, sân hận là tất cả nó đi ra từ hơi thở, đi ra từ mũi phải. Còn cái hai trục mà để hơi để đi lên mũi ấy, thì hai cái trục ở đây chính là thể hiện cho về sự vô minh. Yes. So basically the central part of, like, you know, these pipelines are mostly white, and it is directly connected from your, what do you call this? Navel, yes. And it is maybe 3 inches, like, the navel. And from here, it is directly connected to the belly button. It is directly connected. So this why, when you practice Poa, you can create a hole in your center of your head. You can shift your consciousness. This is where your main consciousness stays at the moment, in this main center pipeline. Cái kênh mạch chỉ giữ chính của mình ở giữa ấy, có nghĩa là từ cái gọi là đan điền là cái điểm dưới rốn 2 cm, 2-3 cm gì đấy, thì cái từ cái đan điền lên đến cái đỉnh đầu của mình là cái kênh mạch cái kênh màu trắng, cái này hoàn toàn là màu trắng nhé, và kênh này là lưu giữ cái sự nhận thức của chúng ta. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta thực hành pháp pho hoa, trong mật tông có pháp pho hoa gọi là chuyển đi tâm thức ấy, thì lúc ấy là phải chú ý vào cái điểm đan điền và chuyển đi tâm thức đến đây và có thể tạo thành cái lỗ để có thể cho cái que vào đây và đỉnh đầu đấy. So the center one basically is blue color in about the center, the pipe one, they mostly a blue color. I thought it's white. Sorry, no, blue. Blue. And then the right one is mostly white color. Oh, right. Left one is mostly red color. But anyways, if this is complicated to you guys, like thinking about the colors of it's okay. But you know, simply understand that you have the pipelines that is connected
Okay. It was connected to this, the main channel is connected. Thầy nói thầy bằng nhầm. Đấy, cái kênh ở giữa là kênh màu xanh. This is how it looks like. Kênh bên phải là kênh màu trắng. Còn cái kênh bên trái là kênh màu đỏ. Okay. So, what you do is that, so this center one, basically is where the wisdom ear stays, isn't it? So the first what you do is, you clarify the left side, which is the main channel where the originations of desire comes from, grasping comes from. So what you do is, you simply block the rightness way. You give an example. He's so simple. I love his legs. Question. Okay. And the boom embark cable. Now the episode embark obsession. So you can look at him. Go in there. Mm. Đi thế nào? Thở ra. Chấp xong. Nóc xuống. So when you purify this, you have to visualize that you are throwing away all of those, you know, like calls, conditions, and all those ears that channels that creates the desire, grasping and everything. You can visualize, you can actually simply breathe gently. At last you can throw it away. Breathing, okay. Still breathing. Yeah. No. Then breathe out. Yeah, you can breathe in gently, but when you breathe out, you have to start gently. So do not left anything inside. Mm. So it will help you clarify these blockages from this channel. Mm. Okay? Đầu tiên là chúng ta sẽ thanh tẩy cái kênh bên trái, cái kênh liên quan đến tham ái và cái dính mắc. Thì chúng ta sẽ phải quán tưởng như thế này, có nghĩa chúng ta cảm tưởng là khi mà chúng ta bên trái của chúng ta bịt mũi bên phải, và bên trái của chúng ta là có rất nhiều các cái nguyên nhân, những cái khiến cho chúng ta nổi lên cái tham ái, nguyên nhân khiến chúng ta nổi lên sự dính mắc. Chúng ta tưởng tượng là nó đang nằm đầy trong cái kênh mặt bên trái này. Và khi đấy chúng ta bịt mũi, chúng ta hít và rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà khi chúng ta thở ra bằng hết, thở ra thật mạnh, là tất cả những cái nhân quả, những cái nhân của tất cả những cái tham ái đấy là được xì ra bằng sạch, để nó trông rộng trong này và làm sạch cái kênh bên trái này. Thở ra bằng sạch, xì ra. Xì thật đấy, xì thật đấy. Xì ra chứ không phải thở, phải xì ra mạnh. Nhớ là xì mũi trước khi làm này nhé. You can visualize all of the karmas that you have created, negative karma, the karmic pattern, the karmic tendencies, whatsoever that you have created for all the lifetimes, you can visualize you have purified when you just throw it away. Okay? Uh-huh. And then you can do the, now this is the so you can relax in that moment. In this clarity, you know, once you're done with this, you can simply meditate in this clarity mind, okay? Wow. That everything is purified. Okay, sau khi mình xì ra tất cả các cái nhân rồi, mình xì ra, mình tưởng tượng ra tất cả các cái nghiệp báo của mình, các cái kết nối nghiệp của mình, những cái nghiệp nhân xấu của mình trong tất cả các cái kiếp trong quá khứ nhé, không phải mỗi kiếp này nhé. Mình tưởng tượng tất cả các nghiệp báo từ vô thủy kiếp của mình được xì ra bằng hết. Thì sau khi mình xì ra xong thì mình lại quay về cái trạng thái thiền bảy điểm, và mình thiền định trong cái sự trống rỗng rất là an lạc. So stay for maybe a minute or even longer if you want, and then you can I mean, like once you're done like this one, then you can just rest your hand back, and then you can lift this, I mean like left, you can raise your left hand, block the left nose and purify from the right one.
mạnh. Có nghĩa là bạn ấy tay phải mới để thẳng nhé. Cái này giữ nguyên. Tay bên mà không dùng ấy. Uốn tay liệu. Nhưng mà không phải đâu anh ơi, phải dùng cả ngón để đi vào đây rồi. Đi hết. Dùng không một bên này. Nữa lên nữa. Bỏ cái kính ra. Bỏ kính ra. Bỏ cao kính ra. Nữa, cao nữa lên. Cả bỏ kính ngón như vậy hết cả cái ngón. So you blow all the air inside. Yeah, from whatever that is left inside, you can just blow it out. Có nghĩa sau khi mình xì cái bên trái ra, thì mình ngồi thiền, quay lại thiền 7 điểm, từ 1 đến một vài phút, nói chung là tùy mình cảm nhận sự tĩnh lặng. Sau đấy chúng ta lại tiếp tục giơ cái tay trái lên như là để vào mũi. Nó xì thật mạnh ra. Xì cả cái sự giới tính. Xì mất giới tính luôn. They said that when we change the gender after do the this meditation. I blow up all my gender, so I change my gender. Nothing is impermanent. Nothing is permanent. Even the gender is not permanent. And then now you have to become a man. He's going to become a woman. If that matches, if that matches, they get swapped. The individual. So when you do it from the right side, you can visualize that all of that, yeah, that you have actually the root causes of the anger, all of the karmas of the anger, you can visualize, you just blow it off, purifies that channel completely. And you're pure, and that state of mind can do it for 3 times, and after finishing that, simply rest, and the concept of purity for a while, as much as possible, you want maybe like a minute, even more, as you did earlier. Khi mà mình xì cái bịt mũi bên trái và xì cái mũi bên phải, thì mình sẽ quán tưởng là tất cả những cái sự giận dữ, sân hận của mình sẽ được xì ra thông qua đấy. Tất cả những cái nghiệp báo của sự sân hận trong vô thủy kiếp cũng sẽ được xì ra sau đấy. Xì ra bằng hết thì thôi. Và khi mà mình trống rỗng thì mình lại tiếp tục quay lại trạng thái thiền bảy điểm. Và ngồi thiền khoảng một vài phút. Okay, so the third thing is blowing from both sides. So now you don't need to lift both, okay? You don't need to do that. You might be doing like, okay, fast. How did you do it? It's safe. I don't know the other day. Okay. It's not like this. It's like this. Okay, now third. So you have to breathe out from the both. So what you do is, so when you do this, the third step, you have to visualize that the root of those all the emotions are ignorance. So you can visualize that you're breathing out all the ignorance and emptied your, you know, like gallon, empty the container of the ignorant, and you can visualize that you have purified every of those karma, everything that you have accumulated through. Ignorant is purified, and stay in that clarity mindset for as much as possible. You want again 3 times. So that's called 9 steps of breathing meditations. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ xì bằng cả hai mũi. Khi chúng ta xì bằng cả hai mũi này thì ta sẽ quán tưởng là chúng ta xì tất cả những cái sự vô minh. Tại sao? Tại vì vô minh là nguyên nhân của tất cả hai cái trước. Do có vô minh thì mình có tham ái và mình có sân si. Thì như vậy mà chúng ta phải xì tất cả vô minh và tất cả những cái nghiệp báo của sự vô minh từ vô thủy kiếp của chúng ta xì ra bằng hết thông qua hai cái lỗ mũi đấy. Và sau khi chúng ta xì ra thế, chúng ta hoàn toàn thanh tịnh nốt tất cả những gì còn lại trong cơ thể chúng ta. Và chúng ta
lại tiếp tục thiền ở trong trạng thái trống rỗng nhưng mà rất là rõ ràng. So you can meditate in that stage for maybe like 5-10 minutes whatsoever you want it. Just simply staying in this clearing of all those blockages, all those thoughts, everything. You can just simply settle down everything else. Stay in this subtle calmness and purity for a while as much as possible. You know? That's how you begin your meditation. That's how you begin your mantra. It starts with meditation. Isn't it beautiful actually, by the way? Yeah. Normally we think, breathe in, breathe out. You don't need to do these things anymore. You simply stay in this calmness, stay in this clarity, stay in this stillness as much as possible you want. Relax yourself completely, meditate on that moment for as long as possible. 5-10 minutes as much as you want it. As per your time, if you do not have time, just 2 minutes, 3 minutes, good enough. Without any disturbance of thoughts, do not begin your day with having a lot of cross-road thoughts, like, you know, thinking about that, thinking about this. Don't destroy your day like this. First you start with gratitude. Second thing you do is purifying all of negative roots of the negatives. Uproot that, throw it away. Because these three roots, like ignorance, anger, ego, is the root of all of your problems in your life. So uproot that, throw it away. Through your breath. Anger, throw it away. Ego, throw it away. The grasping, I mean the attachment, throw it away. Ignorance, blow it off. Stay in the stillness. Relax yourself as much as possible. It becomes very solid foundation of the day, of your productivity. Sau khi chúng ta thanh tịnh ba cái trục ấy, thì chúng ta tiếp tục ngồi thiền 5 đến 10 phút tùy mỗi người. Nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta ngồi 5-10 phút, không có thời gian chúng ta ngồi 1-2 phút. Tại sao chúng ta phải làm như vậy thì mọi người có thể thấy là cái việc mà thiền định đấy chính là cách bắt đầu của cái pháp thiền. Pháp thiền không phải là chúng ta ngồi thở bình thường như kiểu bình thường mình hay được dạy đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ bằng thanh tịnh. Thế khi mà chúng ta thanh tịnh ba cái trục ấy thì chúng ta ngồi thiền rất là dễ. Chúng ta ngồi thiền trong trạng thái bình an, không có bị có nhiều khuấy động bởi suy nghĩ và thực sự là rõ ràng. Mọi thứ có nhiều rất là rõ ràng trong mình, chúng ta có thể quan sát, cảm nhận mọi thứ rất là rõ ràng. Và đấy là chính là cách bắt đầu của việc thiền định thông qua việc thanh tịnh. Và đấy cũng chính cái việc thiền định lại chính là cách bắt đầu mantra. Thấy tuyệt vời không ạ? Có nghĩa khi chúng ta bắt đầu mantra là chúng ta bắt đầu cái việc thiền định để thanh tẩy. Thầy bảo là cái pháp này nó rất là tốt cho mỗi chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu một ngày mới. Tại vì khi mà chúng ta đã tẩy hết được cái ba chủ tham sân si và vô minh đi rồi, hay là tất cả những cái dính mắc, tất cả những cái vấn đề trong cuộc đời, tại vì tất cả những cái ba cái đấy là cái gốc của mọi vấn đề trong cuộc đời. Và khi chúng ta tẩy đi thì chúng ta dù có làm bất cứ một việc trong cuộc đời, trong ngày mới đúng không ạ, thì chúng ta làm các việc đó trong một cái sự tỉnh thức, một cái sự rõ ràng, một cái sự bình an. Chứ không phải là ngay lập tức chúng ta tỉnh dậy, chúng ta lao vào cuộc đời, chúng ta đầy tham sân si. Và đấy chính là nguyên nhân gây đau khổ trong cuộc đời. Đấy là cách mà bên Long Chien Tinh Thích người ta hướng dẫn mọi người bắt đầu cuộc đời bằng sự thiền định, sự bình an, sự thanh tẩy. Sau đấy chúng ta mới có nhận bắt đầu một ngày mới của chúng ta. And those, if you can actually perfect your practices in this breathing meditations, there are sometimes, the breath system and your the mind will join with the central epicenter, the central fire. And if you can, how to say, unify that breathing systems, the pipelines are all joined to the central one. Right now the central one, you have no connections to the central one. That's why we have anger, we have ego, everything problem. But if it is connected to the central one, all those emotions will rest in its nature automatically. Whatever that you can find, you have a connection, will become very pure.
probably should have put it in English words. The negativity anyways, the connection of negativity, the sources of negativity will be completely transformed. It is no more there. When if it is connected to the center epicenter, the aperture, the center pipeline, then you don't have to worry about the emotions or anything. Everything will be just simply a wisdom and vision. So sometimes through this practice, you can also encounter such things. Có nghĩa là khi mà chúng ta thanh tịnh thế, ngoài cái việc chúng ta thanh tịnh ba cái kênh nhé, thì vô hình chung là mọi người sẽ kết nối hai cái kênh cảm xúc vào cái kênh trí tuệ, đúng không? Có hai cái kênh chạy hai ngang là kênh giận dữ và kênh tham ái, thì chúng ta được kết nối vào cái trục ở giữa của chúng ta. Trục ở giữa là chúng ta là cái sự nhận thức, đúng không? Và khi mà chúng ta có sự nhận thức thì tất cả những cái cảm xúc, những cái sự vô minh đấy nó vô tình nó sẽ được lắng đọng xuống. Khi mình nhận thức được nó rồi thì những cái gốc của những cái cảm xúc đấy nó sẽ không còn nữa, nó sẽ không còn nổi lên, nó sẽ không làm cho chúng ta đau khổ nữa. Và chính vì chúng ta có một cái nền tảng coi như là kết nối đấy mà chúng ta sẽ luôn luôn ở trong trạng thái gọi là tỉnh thức, trạng thái tĩnh lặng và trạng thái rất là hiểu biết, rất là rõ ràng. Đấy là cái nền tảng của một ngày mới, có nghĩa là cái việc mà thiền và thở thì giúp ta có một cái nền tảng vững chắc khi bắt đầu ngày mới. Okay, so shall we try to meditate this for a while? Can you try to do this? Right, yeah. Yeah. I will give you the sign. Yes, yeah. And okay. So you can flip it. Okay, first. Thầy sẽ bảo chúng ta thực hành lại cái thầy vừa hướng dẫn. Vâng. Xong rồi thầy sẽ. Breathing yoga is called blessing the speech. Now, blessing the speech is basically, again, another type of meditation, basically, you know, one of those, it's visualization meditation. So, because our tongue, our speech is full of karmic defilements, right? And often we don't want to say any negative things to others, though we actually don't even say any negative words to others. Sometimes it kind of like by naturally it hurts somebody else and it bring harmfulness to others. So the reason why we actually happen to have this is because we have defilements. This tongue is karmic tongue, understand? So therefore it happens like this. So we can visualize, purify that. We can visualize blessing this tongue. We can visualize this blessing this speech, so that whatsoever we speak out, it can somehow become the dependency to connect things to the Dharma and benefit others through the speech. Sau khi chúng ta thanh tịnh thân thông qua cái pháp thiền bảy điểm cũng như là cái pháp thở, thì cái bước tiếp theo của trong ngôn rô trong cái buổi sáng hôm đấy, buổi sáng thiền ta dậy, là chúng ta sẽ tiếp tục thanh tịnh khẩu. Thanh tịnh khẩu thì trong mật tông bản chất là thanh tịnh cái lời nói, nhưng mà người nói thì thông thường xuất phát từ cái lưỡi, đúng không? Lưỡi của chúng ta là cái nguồn nhân gây ra rất là nhiều nghiệp báo, từ những cái lời lẽ xấu, đúng không? Tất cả những cái lời lẽ xấu làm tổn thương người khác, cái đấy thì chắc chắn là mang nghiệp báo rồi. Và kể cả những lời lẽ mình không nói xấu, tâm mình không nghĩ xấu, không nói xấu, nhưng mà nó cũng có thể mang nghiệp báo. Thế thì bản thất chất trong chúng ta là đều có những cái định kiến, mỗi con người chúng ta có những cái định kiến, những cái bám chấp của chúng ta. Chúng ta nghĩ như thế là đúng, đúng không? Những người khác cái gì nghĩ thế là đúng. Và khi chúng ta nói thế thì cũng vô tình làm tổn thương những con người đối diện. Chính vì vậy mà cái lưỡi là một cái vật trên thân mà cực kỳ cần phải thanh tịnh và cực kỳ mang nhiều cái nghiệp báo. Và chính vì vậy mà trong thực hành thanh tịnh thì chúng ta sẽ thanh tịnh lưỡi bằng cách là quán tưởng. Quán tưởng là mình cầu mong cho cái lưỡi này sẽ được thanh tịnh bởi mọi loại nghiệp báo. Cầu mong cho cái lưỡi này có thể nói ra những lời tốt đẹp và cầu mong cho cái lưỡi này có thể
truyền đi cái sự giáo pháp và để giúp đỡ tất cả mọi người khác trong cuộc sống. Okay, so this is what we, how it goes about. Om A Om. Cemara meyle cümlesinde. Ömer de Bodo şıçasında. Yani sen. Để làm thanh tịnh lưỡi thì mình so, có cái câu chú để thanh tịnh lưỡi ạ. So with vâng. Om A Om, the one Om, which is the embodiment of Buddha. A, the speech, Om, the mind of the Buddha. First of all, comes as a blessing to your speech so that you can speak at this. You're not muted, and you have this ability to speech of the speech, so that you can speak it out. So in the center of this speech, you can visualize the letter called Ram. Maybe if you can't even actually know the word called Ram, if you do not yes. know how to do it, you can just visualize R-A-M, Ram. Yes. If not, simply. A dot of a very red light which looks like a fire in the center of the speech, visualizing that it is from that dot light the fire arises and burn out or consume all of their tongue, and then that becomes sorry, I speak Vietnamese to you. Có nghĩa là mình đầu tiên mình đọc cái câu chú thầy nói om a hum gì đấy, thì đầu tiên là về cái quán tưởng của cái câu chú đấy thì thầy sẽ dạy từng phần một. Om a hum có nghĩa là om là thân này, a là khẩu này, hum là ý, hum là tâm, thân khẩu tâm của các đức Phật, đại diện cho thân khẩu tâm của các đức Phật. Thì khi chúng ta đọc cái câu đấy thì chúng ta sẽ có được ban phước bằng cách là chúng ta biết, chúng ta được nói được. Chắc gì kiếp sau mình đã là người nhưng mà đã gì đã biết nói, thì đọc cái câu phước đấy đầu tiên chúng ta phải quán tưởng nó là mình rất biết ơn rồi đã được có cái khẩu này. Tiếp theo mình sẽ đọc là Ram. Ram thì mọi người có thể quán tưởng là cái chữ RAM cũng được, hoặc là mình tại quán tưởng là một cái chủng tử Ram, đấy là một cái chấm đỏ nó ở trong mình. Cái chủng tử Ram ấy đại diện cho một ngọn lửa. Còn lửa đấy sẽ thiêu đốt tất cả các cái nghiệp ở trong miệng của mình đi, đúng không? So after you know your physical tongue is consumed by the fire, you can visualize the tongue in the shape of the three spoke vajra, which is this one and this one, instead of this two. If you don't have this two, it will look like triangular shape, isn't it? Yeah. So you can visualize something like, if you cannot visualize things like that, it's fine actually. Simply visualize the shape of your tongue, like this, with its three different lights. In the center, one goes one like this, one goes like this. And in that, that tongue, you can visualize like, you know, the vowels and consonant letter, which is A, A, E, U. There are 16 vowel letters, and there are 30... So 34 consonant letter, 16 vowel letters. So you can visualize that it is circled by that, all those mantras on top of your tongue. And because you know every word will be the formations of this consonant vowel letters. For example, how many consonant letters are there in Vietnamese? 34. How many vowel letters? Six. Right. Like this. So every word you speak out of, like in Vietnamese, it has to create from this letters. So this is Sanskrit, basically. A, E, E, U, U, R, R, L, L, E, O, N, A. Is, you know, vowel letters. Ka, ka, ga, ga, na, za, 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 so 32 consonants? 34. 34. Yes. Da, 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 ba, 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 ya, ra, la, wa, sha, ka, sa, ha, kya. Okay, these are consonant letters. And so 16. You can visualize that all of those letters are very tiny. On the tongue. Yeah, tiny as like, you know, the
pearls, small pearls, like when it when it becomes like mala. Yeah. So time, very precise. You know, it does not stick to each other, but everyone is so perfect in its own shape. You can visualize this mantra as a shape of like that. And then it is circled by the mantra of the essence of the mantra of interdependent origination. Which is like Om Etarma, Hetu Prabhava, Hetu Tashin Bataka, Hewata, Tashin Jayo, Nero, Dayom, and Mashamana. Okay. Yeah. If it is difficult, by the way, if it is difficult to visualize this, so all the consonants will circle by the mantra, right? Yeah. Yes. On the tongue, circle by the mantra. Okay. Tiếp theo là mình quán tưởng cái sau khi lưỡi của mình đã được thanh tịnh bởi cái lửa, mình quán tưởng lưỡi của mình hình như cái chùy kim cương ba cạnh, nó có ba này, đúng không? Có hai đường hai bên, còn cái đường ở giữa, cái ba cạnh đấy, quán tưởng cái lưỡi là như vậy. Ở trên cái lưỡi như vậy thì nó bao gồm 32 phụ âm, 34 phụ âm. Trong tiếng Tạng thì nó có 30, Sanskrit thì Tạng có 34 cái phụ âm đấy. 34 phụ âm thì nó nằm trên cái lưỡi như là các cái hòn ngọc, hòn chai ấy, nhỏ này, từng cái hạt này, bé bé, tách rời nhau nằm trên cái đấy. Và sau đấy thì cái câu chú mà thầy vừa đọc, thì cái câu chú đấy khi mà mình đọc thì mình quán tưởng nó như là đang bao phủ, bao bọc lấy cái lưỡi mình, trên cái lưỡi thì có tất cả các cái phụ âm ấy. Đấy là cách quán tưởng khi mình đọc cái câu chú đấy. So when we chant this mantra, Om A E E O Origin, you have to chant it for at least three different times. If you have time. Three times. If you have time, you can chant for 7 times each of those. If you don't have time, 3 times. If you don't have time, just 1 time is okay. So if you can't even visualize it, you can just simply chant it, being mindfully. Thinking that your tongue is blessed, whatever that comes out of your tongue, you know, that will only benefit others. Visualizing that, you are obtaining all of the blessings of that. You can chant out of it. And then when you chant this, you can visualize all of those negative karma, cause of the karma that is created through this tongue, are being purified, and that it is calling open all of those blessings. And this power of the speech of all the Buddhas and Bodhisattvas submit into this tongue and become one with your tongue. So whenever you speak out the word, it becomes mantra. Each word you speak out becomes the mantra of the liberation. That's what you have to visualize. Có nghĩa là khi mình đọc cái câu chú đấy thì mình thông thường mình đọc khoảng 3 đến 7 lần. Nếu có thời gian thì đọc nhiều, càng nhiều càng tốt. Còn không thì mình chỉ đọc khoảng 3 lần. Đọc cái câu chú Om Om cái gì đấy. Và quan trọng nhất là cái quán tưởng khi mà mình đọc câu chú đấy, có nghĩa là mình quán tưởng cái lưỡi của mình được thanh tẩy, cái lưỡi của mình được gia trì, được ban phước, đúng không? Và mình nguyện cho cái lưỡi này sẽ luôn luôn nói những cái điều mà có lợi lạc cho chúng sinh. Và tiếp theo là mình cảm nhận như là tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát đang gia trì cho cái lưỡi của mình, cái khẩu của mình. Và chính vì được các ngài gia trì đấy mà cái lưỡi của mình có cái năng lượng giúp cho nó thanh tịnh tất cả các cái, đầu tiên là cái nghiệp của chính mình, những cái nghiệp báo của cái lưỡi đấy cho mình thanh tịnh. Và sau đó thì tất cả những cái lời mình nói ra là cũng như lời của Phật Pháp, những cái lời mình nói ra là như câu mật chú, và thực sự là giúp ích cho tất cả chúng sinh. Đấy là cách mà mình coi như là quán tưởng khi đọc cái câu mật chú gọi là thanh tịnh khẩu. And now after this, you can, you know, after you feel that you have been blessed, you can actually meditate in that state of, like, you know, purifying your speech and being blessed of your speech, and you can meditate for that for maybe 1-2 minutes as much as you want. Sau khi đọc cái câu chú đấy xong thì chúng ta lại cũng là tiếp tục lại ngồi thiền và quán tưởng là tất cả những lưỡi của chúng ta được gia trì như này, thiền định trong cái trạng thái mà rất là thanh tịnh của khẩu. Đấy. Giữ cái trạng thái định của khẩu này bao nhiêu lâu cũng được, tùy theo mình thích. Mình cảm nhận nếu mình ngắn thì mình này, thì ngắn, bận thì liền ngắn, còn có thời gian thì liền dài. Okay, so after this, now the fundamental thing about the practicing preliminary, it depends on the relationship between your guru and the student. Therefore, the first most important thing is invoking the guru. Invoking the Lama, invoking the Guru.
no matter where the guru is physically, maybe far away from you or maybe close to you, whatsoever, the physical presence of the guru is not so important. The most important thing is that you invoke the blessings of the guru wherever the guru is in your prayers. So that's what you're going to do second thing. Thì cái bước tiếp theo chúng ta làm đó là xin cái sự gia trì của bậc thầy. Tại vì bản chất là trong cái pháp tu Monro ấy, thì cái điều ý nghĩa quan trọng nhất như vậy thầy nói ban đầu ấy, đó là mình phải có sự sùng mộ vị thầy. Và để có sự sùng mộ thì mình có thể kết nối được với vị thầy. Chính vì vậy mà cái sự kết nối với cái vị thầy đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng để mình có thể tu tập tinh tấn. Và đây là cái bước mà mình phải thực sự đánh thức cái sự gia trì, đánh thức cái sự gia trì của thầy cho mình. Mình sẽ đọc những cái câu một chú để mình có thể đánh thức tất cả những sự gia trì của thầy cho mình. And this guru, when you talk about your guru or teacher, I mean in Hindu words we call it guru, in the English word maybe teacher, is actually very very important in one's life in order to achieve the Buddha nature. Those who actually cares for enlightenment. That's what this, in the ancient text it says, like, without depending on the instructions of the guru, there was no enlightenment that whoever has achieved in the past, and there won't be any in the future. And thus, actually, 100,000s or millions of Buddhas that were actually enlightened is always dependent on the instructions of the guru, their own teachers. You know, it is not necessary that you have like the human teachers as such, you know, but anyways there is something that you need to depend on. You need to learn something else in order to come out from that comfort zone of ignorance, by the way. So that's why the guru is important. Thầy, đạo sư của mình thì trong Kim Cương Thừa là một cái điều cực kỳ quan trọng. Tại vì bản chất là đối với Kim Cương Thừa ấy, nếu mà không có bậc thầy thì hầu như không có thể đạt được chứng ngộ hay là giác ngộ gì cả. Còn nếu mà có bậc thầy thì hoàn toàn trong một đời một kiếp chúng ta có thể ngay lập tức giác ngộ. Chính vì vậy mà việc luôn luôn kết nối và việc luôn nhớ tưởng đến vị thầy một điều rất là quan trọng trong Kim Cương Thừa. So the guru and the very relative level. The guru actually plays this kind of role. Like, you know, guru can be your best friend. Guru can be your closest ally. Guru can be your teacher. Guru can be like, you know, parents. Anything, like, you know, you can trust. If you at least find the quality, unbroken qualities of this, of the, you know, highly realized things in one person, maybe even in a dog, then definitely you will have this unshakable, like, you know, emotions towards that, isn't it? That's kind of like an automatic sometimes. So that's what actually we can discuss a little more about that. Ở trong Kim Cương Thừa thì Phật giáo có thể hiện thân trong rất là nhiều hình tướng. Vị thầy có thể hiện thân trong rất là nhiều hình tướng. Vị thầy có thể là người bạn, vị thầy có thể là kẻ thù, vị thầy cũng có thể là cha là mẹ của mình, và kể cả vị thầy cũng có thể là con chó của mình, cũng có thể là vị thầy của mình. Chính vì vậy mà việc quán tưởng và có sự quan trọng là mình phải hiểu cái vị thầy đấy nó có những phẩm chất như nào. Mình khi mà mình tìm được vị thầy và những phẩm chất của vị thầy đó là sự giác ngộ không ngắt quãng của vị thầy đấy, thì đấy chính là vị thầy của mình. Và khi mình được tìm được cái vị thầy đấy thì bất cứ là con chó hay là gì, người đấy cũng có thể giúp mình giác ngộ được. And especially let's talk about the Padmasambhava right now, which is the important figure of the guru here, because you know, any gurus, any teachers in this special lineage is maybe can be an emanation of Padmasambhava himself.
whether that's a female, whether that's a man, it could be one with Masambhava. Và trong kinh Cương Thừa thì Ngài Liên Hoa Xanh được quán tưởng như là một vị thầy tối thượng. Và Ngài Liên Hoa Xanh thì Ngài có thể biến hóa vào trong hình tướng bất kỳ ai. Chính vậy mà mình, nếu mà mình cảm thấy cái phẩm tính của Ngài Liên Hoa Xanh ở trong một cô gái hay là một người nào đó trong xã hội này, thì đấy cũng chính là vị thầy của mình hoàn toàn có thể nhận ra chính là vị thầy của mình. And Padmasambhava there are so many things to talk about Padmasambhava. So, if you even talk about one, Padmasambhava doesn't even have a father or a mother that he needs to depend on to kind of like, you know, be born, right? He was born from a lotus, from a lake in Anakosh. That itself is amazing, by the way. Nói về Ngài Liên Hoa Xanh thì thực sự là có rất là nhiều câu chuyện về Ngài cũng như về truyền thuyết về Ngài. Tuy nhiên, một trong những cái điểm mà chúng ta có thể đề cập tới đó là Ngài Liên Hoa Xanh thực ra là Ngài không có cha, không có mẹ, không có gọi người Trần sinh ra Ngài, mà Ngài được sinh ra từ một ngôi hoa sen ở trong một cái hồ. Và điều đấy thực sự là một cái điều kỳ diệu của cuộc sống của Ngài. And on top of that, you know, Padmasambhava is someone that actually who have completely been manifested to connect with this very degenerated time, which is called 21st century, where is that? Where there are, everywhere you go, you only find a problem. Everything is selfish oriented. Everything is all about emotions. And we are going through a very crisis time right now. Human beings are going through a crisis right now. So that, in order to save everyone from this crisis, that's where Padmasambhava was manifested, in order to connect and liberate sentient beings from the sufferings of the liberation time. That's what special of Padmasambhava is. Và Ngài Liên Hoa Xanh thì Ngài cũng đã dự đoán về cái thời kỳ mà Pháp bây giờ, thời kỳ 21 mà chúng ta đang sống đây, thời kỳ mà toàn xã hội có rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều cái thiên tai, địch họa, rất là nhiều bệnh tật, con người thì tuổi thọ ngắn. Và tất cả điều đó thì đã được Ngài Liên Hoa Xanh dự đoán trong kinh sách. Và chính vì cái việc một cái xã hội mặt pháp như bây giờ, mà chính vì lẽ đó mà Ngài Liên Hoa Xanh đã phải tiếp tục hóa thân về đây, hóa thân về đây để giúp đỡ những con người, để cho người ta biết thế nào là chánh pháp và để người ta giúp người ta thoát ra khỏi đau khổ. And therefore, like, you know, Padmasambhava's realization is very, very much extraordinary than rest of other Buddhas. Of course, for the Buddhas, everyone is same when it comes to the realization point. But because of Padmasambhava has become the only one who becomes a savior of 21st century, therefore Padmasambhava is a very, very, very special. That's why we are connected to Padmasambhava. Because of certain reasons, I think the most important reason would be that we are very fortunate, we are very lucky to even hear the name of Padmasambhava in this lifetime. Liên Hoa Xanh thì đạt được cái chứng ngộ, giác ngộ rất là cao. Tất nhiên là khi nói về sự giác ngộ của các vị Phật thì tất nhiên là các vị đều như nhau cả, đều là những cái bậc giác ngộ. Nhưng mà thực sự cái sự giác ngộ của Ngài Liên Hoa Xanh còn vượt lên trên cả đó. Có nghĩa là tại vì sao? Ngài sẵn sàng quay lại cái thế giới này để cứu giúp được cả chúng sinh. Ngài được coi như là đấng cứu thế của cái thế kỷ 21 này. Chính vì vậy mà việc chúng ta được học các giáo pháp của Ngài, cũng như được biết đến tên Ngài thôi, Ngài cũng đã là một điều rất là may mắn được chúng ta rồi. And for those reasons, like, you know, the Padmasambhava says, by himself says that Nadrup Sanje Tamjen, Drup Natong Sanje Tamjen, Tong, that's what he said. If you practice Ni, that's what he said to Padmasambhava, he said, if you practice Ni, it's equivalent to practicing all the Buddhas of all the thousand times. And
if you see me, it's equivalent of seeing all the Buddhas of three times. I am the one who actually have, who holds the core values of all the Buddhas, that's what I'm saying. And that's what Padmasambhava says. And he also says this, Depachana Pejung Gonyelya said, like for those who have a devotion toward Padmasambhava, he is not far away, he's just next to you, nearby your pillow, he says. I'm just there manifesting into each different pieces to each one that who have a devotion towards it. Therefore, this Padmasambhava is an amazing figure. You know, it's an amazing figure, especially at this degenerated time where people believe in miracles, where people believe in magics, people do not believe in truth. Padmasambhava has manifested into many different forms to connect us to the truth. Ờ, ngài Liên Hoa Xanh thì ngài có cái câu nói như vậy, ngài Liên Hoa Xanh có cái câu nói là cho những ai mà thực hành cái pháp của ta thì có nghĩa là các con đang thực hành pháp của 1000 vị Phật, và đối với những ai mà nhìn thấy ta thì cũng như là các con đang được nhìn thấy vị Phật của cả 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Và đối với những người mà thực sự sùng mộ đối với ta thì ta không ở đâu xa cả, ta ở ngay rất gần con. Có khi ta ở ngay dưới gối của con chẳng hạn, ngài ở ngay cạnh bên mình mà mình không hề biết. And the last person, và chính như vậy mà ngài có thể hiện hóa thân trong tất cả các hình tướng ở xung quanh chúng ta. So therefore, this is what it says, like, you know, he, Padmasambhava himself says, like, you know, I will be manifested again and again in many different forms to connect to many different people who are going through different varieties of our problems and sufferings. In order to save those things, sometimes he will be manifested as a businessman who can influence you so many different ways. Sometimes Padmasambhava can be manifested as your teachers, who can really guide you and teach you towards the right way. Sometimes Guru Rinpoche can be manifested as, who knows, prostitutes, we never know, in order to introduce you to the truth. So Padmasambhava doesn't have a fixed form, he can be manifested in any different ways. So therefore, at this moment, your Guru, whoever that is, whoever she is, you know, it's so important to think himself or herself unseparable as Padmasambhava, and Padmasambhava is unseparable as your Guru. They have become one form. Because of that, the Guru has, the Padmasambhava has manifested in the form of a human being so that we can feel connected. Therefore, like, you know, when we remember the Guru, we are remembering Padmasambhava automatically. Ngài Liên Hoa Xanh thì ngài có thể hóa thân bất kỳ hình tướng nào ở bất cứ nơi đâu. Nhất là trong cái thế kỷ 21 này thì thực sự là nó quá nhiều cái sự ô trược, quá nhiều cái vấn đề. Và chính vì vậy mà ngài sẽ hiện thân ở bất cứ nơi đâu mà có những người sùng mộ đến ngài. Thì ngài có thể hóa thân ở trong hình tướng của một người kinh doanh. Ngài có thể hóa thân trong hình tướng của một nhà giáo. Và kể cả ngài cũng có thể hóa thân thành một gái mại dâm. Tại vì cái trong cái thế kỷ 21 này, con người chỉ tin vào thần thông pháp thuật và quên mất cái trí tuệ. Thì ngài sẽ nguyện là ngài hóa thân vào tất cả các hình tướng để giúp cho con người ta có cái trí tuệ và nhận ra được cái sự có thể thoát ra khỏi tất cả cái sự đau khổ của luân hồi này. Thì chính vì vậy mà khi mà chúng ta thực hành pháp Môn Rô này, khi mà nói đến cái sự kết nối vị thầy, thì bản chất là chúng ta khi mà chúng ta quán tưởng với vị thầy mình, chúng ta phải quán tưởng vị thầy mình là không tách rời của ngài Liên Hoa Xanh. Ngài Liên Hoa Xanh chính là vị thầy của mình, hay là vị thầy của mình cũng chính là ngài Liên Hoa Xanh trong lúc ta thực hành quán tưởng. Thế là cái pháp cực kỳ quan trọng trong một tông đạo thừa. So that kind of great guru who have, like, you know, immeasurable compassion, who have manifested only to save you from the tragic lifestyle. It is so important to feel grateful of the presence of that kind of guru, being grateful to the Dharma, being grateful to the Sangha,
being grateful to the right time, being grateful for your own opportunity and diligence that you have find the right way to find this right teacher, right teachings, right community. So it's a time to remember the gratitude of this group. Chính vì ngày hôm nay nó sẽ nguyện là ngày sẽ tiếp tục có nhiều quay lại hóa thân lại trong cái cõi sống này, đến khi chúng sinh nào còn cần đến ngày thì ngày vẫn còn tiếp tục quay lại. Và chính vì vậy mà điều này là một cái chúng ta phải thực sự là rất rất biết ơn đối với cái lòng từ bi của ngài. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ nhớ biết ơn đến ngài, biết ơn đến những cái giáo pháp của ngài, biết ơn đến những cơ hội điều kiện mà chúng ta có thể được học hành giáo pháp của ngài. Điều đấy giúp chúng ta hiểu hơn về sự kết nối vị thầy và cái sự có những biết ơn với vị thầy. Chúng ta nghĩ là nghi hoa xanh cũng như là cái vị thầy hiện tại của ta. Đây là cách mà chúng ta quán tưởng và tỏ lòng biết ơn của mình đối với vị thầy và đối với thầy nghi hoa xanh. So here what is it is how it has been going from the blossoming lotus of the devotion. At the center of my heart, hey, rise up, my guru, oh compassionate guru, my only refuge. I am plagued by the past actions and troubling emotions. To protect me in my misfortune, remain as the jewel ornament on the crown of my head, the chakra of the great bliss, that's what it says. So, maybe we can do this. Có nghĩa là lúc đấy chúng ta sẽ quán tưởng là từ trong tâm của chúng ta này có một cái đài sen, trên cái đài sen đấy thì có ngài liên hoa xanh ở trong đấy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hiểu. Từ đó hoa sen của tín tâm ở mình trong tâm đặt tiếng viết được. Có nghĩa là từ đóa sen ở tín tâm nở bừng trong tim con. Bậc bảo hộ duy nhất, bậc bổn sư từ bi xuất hiện. Bởi do khổ não của nghiệp chướng và vọng tưởng, nên để hộ trì cho con tránh mọi cảnh khổ. Ngài sau đấy thì ngài ngự trên đỉnh đầu con, trang nghiêm luôn xa đại lạc. Đấy. Khiến con phát sinh chánh niệm và minh sát. Đấy. Đấy là cái câu chú mà khi mình quán tưởng đến mình vừa quán tưởng là ngài trong tim trên một đài sen nổi lên và thanh tịnh tất cả các cái nghiệp chướng của con, và sau đấy thì ngài ở trên đỉnh đầu con và gia trì cho con. Để... So when you kind of like involve into these prayers, you're calling, I mean like whatever the form of guru, for example, when I pray these things, I can talk about my own experience. I call upon all of my gurus in the form of Guru Padma Sambhava, become one with them. Because all of my gurus are emanations of Guru Padma Sambhava. His song is Guru Chinamuchi, it's completely an emanation of Guru Padma Sambhava. Chai Chansa Bajisham, the Vajradhara, the Khenzirmuchi, is also the emanation of Guru Padma Sambhava. The Kyalkhamba Jigme Namjal is also an emanation of Guru Padma Sambhava. I have so many teachers that I have received teaching, especially the instructions. Zopa Chenpo. I have several few teachings, teachers that who actually have been so kind and generous to me, who I have felt deeply connected with. All of them are an emanation of Guru Padma Sambhava. Not okay, actually emanation, but they are actually Guru Padma Sambhava as a human form. If I have to find Guru Padma Sambhava, the form that we actually have in the statue, well, we might not be even knowing like whether that's a real Padma Sambhava or not. Maybe we might think, somebody is dressing like Guru Rinpoche. No way, you are Guru Rinpoche. Even if the Guru Padma Sambhava walks through here, wearing the nice boot, wearing the long coat, with this trishula here, like, you know, with lotus head, what would you call it? Maybe you won't even like it. Maybe people will call it a fraud guy. Right? So that's why Guru Rinpoche might have to like manifest like a person where I can feel connected to, where I can really find a perfection to. For example, his own Dorup Chanamuchi. Maybe that's what Guru Rinpoche looks like. Maybe that's what Guru Rinpoche comes only for you. To connect you, to subjugate your own emotions. That's why Guru Rinpoche is so, so important. So when you chant this saying, like, you know, from the blossom lotus of the devotion at the center of my heart,
prize of all compassionate Brahma, my only refuge. I am plagued by the past actions and troubling emotions. To protect me in this mort, in my misfortune, remain as the jewel ornament on the crown of my head, the chakra of the great bliss, arousing all my mindfulness and awareness, I pray to you. This verse. Can I form a deep corner up? You can just call for this Guru Padma Sambhava to just simply be in within yourself and remain on top of your head as your crown chakra, without leaving you for even for a moment, wherever you go, whatever you do, please guide me, save me, please be there for me. That's what actually requesting for the Guru Padma Sambhava. Cách mà thầy thực hành khi mà thầy đọc câu chú thì thầy phải quán tưởng ấy. Thầy đang nói với mình như thế, nhưng mà thầy đang nói về kinh nghiệm của thầy khi thầy thực hành ấy. Thì thầy không phải từ quán tưởng mỗi một vị thầy đâu, thầy vì thầy có rất nhiều vị thầy thì thầy quán tưởng tất cả các vị thầy ấy đang ở trong tim mình, các vị thầy còn sống hay đã chết, tất cả vị thầy đã truyền dạy cho thầy những cái giáo pháp rất tuyệt vời. Thầy quán tưởng những các vị ngài ở trong tim, và ngài đấy là không khác gì ngài Liên Hoa Xanh cả. Đối với thầy, tất cả các bậc thầy đấy đều là các ngài Liên Hoa Xanh cả, tại vì các ngài đều có cái phẩm tính của ngài Liên Hoa Xanh rất là tuyệt vời và không thể tách rời ngài Liên Hoa Xanh. Nhiều khi chúng ta nghĩ là ngài Liên Hoa Xanh là một cái hình tướng ở bên ngoài, nhưng mà thực ra là chưa chắc là đến lúc mà ngài Liên Hoa Xanh xuất hiện trước mặt chúng ta thì chúng ta đã biết là ngài, chẳng hạn ngài ăn mặc như một người rất là ăn mặc rất là quái dị. Lúc đấy mình nhiều khi mình nhìn vì cái hình tướng mà mình không nhìn được cái phẩm chất bên trong thì mình nhận thấy là đây là ngài Liên Hoa Xanh, thầy là ai đấy. Nhưng mà thực sự khi đối với thầy thì thầy có lòng sùng mộ với tất cả các vị thầy của mình, thế là dù người ta có hình tướng như nào, người ta có là thầy gì chăng nữa thì tất cả họ vẫn đều là những ngài Liên Hoa Xanh đang ở trong tim ngài. Và ngài đọc quán tưởng đấy, và ngài đọc cái câu chú này, và sau đấy thì ngài chuyển di, sau đấy thì ngài Liên Hoa Xanh xuất hiện trên đỉnh đầu, nâng xa đỉnh đầu của ngài và ban phước cho ngài để thanh tịnh mọi nghiệp và coi như là phát sinh cái chánh niệm. Okay, do you guys understand what that is? Okay, if you have any gurus, this is how you remember. Okay, I mean, like, just simply guru himself or herself might not look as perfect, you know. There is a story I just wanted to make. This is a little funny story, so everyone is sleepy here, so I can maybe like tell a story so that can wake you up. Bất cứ vị thầy của cô có thể quán tưởng sư bà ở trong tim không? So there was this story of like, you know, this was during the time of Dergokhinsa Rinpoche. Dergokhinsa Rinpoche has an old man student who was a practitioner basically. So this old man came to Dergokhinsa Rinpoche and requested him teach him the meditation. So Dergokhinsa Rinpoche gave him the instructions. Now you can meditate on Guru Padma Sambhava. And like Guru Padma Sambhava sitting on the lotus flower and right above you, on top of your head, you can visualize that. And so you can visualize Guru Padma Sambhava sitting on the top of lotus. But that guy, old guy, have never seen the lotus in his lifetime. So he have only seen this small flower in his garden, this much, white one. So he had only seen that flower in his life. So what he did was, he was thinking that small flower on top of his head, and he visualized Guru Rinpoche as a huge man sitting on a small flower. And then what happened in his visualization, okay, in his visualization, the flower broke down, and Guru Rinpoche fell down. And he saw Guru Rinpoche's penis. So he told this Dergokhinsa Rinpoche about that things, and Khenzo Rinpoche was very happy, you know, because he was really trying to imagine something like that, you know, imagining something like that. And in his mind, that was a picture he was playing off. And then that's actually because he was meditating, he could go through these things. So sometimes when you talk about Guru Rinpoche, meditating, we normally say like, oh, don't think about anything else. It's impossible. You have to think about something else. How can you just forget everything, stop thinking? No way. You try to stop thinking for 5 minutes, you're going to die.
you're going to get frustrated because no way the thoughts will come in. Pop, pop, pop. It's nature. Right? Thầy thấy mọi người buồn ngủ, thầy kể một câu chuyện vui cho mọi người. Đó là từ cái thời ngày Bingo Kense trước thì có một ông rất già, ông ấy đến, ông ấy đòi học thiền từ ngài. Ngài cũng ok thôi, ông già đến chưa giờ ông thiền cả cuộc đời, ông chưa giờ thiền, ông không biết thiền nhà. Thì ngài Bingo, ngài dạy là bây giờ nhé, ông phải tưởng tượng trên đầu ông có một cái tòa sen. Tòa sen, xong rồi trên cái tòa sen đấy thì có ngài Liên Hoa Xanh ngồi trên đấy, ngồi trên đỉnh đầu ông, và ông thiền định về cái điều đó. Thì ông già này cả cuộc đời ông ấy thì có bao giờ ông nhìn thấy hoa sen là cái gì đâu, không biết hoa sen là cái gì cả, nên ông chỉ có biết cái một cái bông hoa bé bé trong vườn nhà ông ấy. Thì ông bảo ừ thôi, thay vì coi như là nghĩ về hoa sen thì tôi tưởng tượng trên đầu tôi bông hoa bé tí. Một ngày lên hoa xanh thì coi như ngồi trên to tướng, ngồi trên cái sen đấy. Thì cái vấn đề là khi mà đang thiền định thì coi như là cái bông hoa thì bé quá, ngài thì to quá, thế là ngài bị sụp cái đài rơi xuống đất, thế là hở hết cả hở hết rất nhiều thứ ra. Thì ông này ông ấy rất là chạy thân thành, ông ấy người già mà. Ông ấy đem câu chuyện đấy ông kể lại với ngài Dingo. Thì ngài Dingo ngài thấy rất là vui, ngài thực sự là ông này bảo là ông này rất là hay, tại vì thực sự là ông già này thực sự là ông ấy có một cái lòng sùng mộ. Ông không phải vì hình tướng bất kỳ chấp bằng cái hình tướng nào cả, cái ngài Liên Hoa Xanh có ngã hay có làm sao thì ông vẫn rất là sủng mộ và tin đấy là ngài Liên Hoa Xanh. Và cái thứ hai là ông ấy phải thực sự đã có sự thiền định sâu thì ông ấy có thể cảm nhận được cái điều đó và tưởng tượng ra điều đó. Và thực sự thì đúng là trong mỗi chúng ta thì các cái suy nghĩ linh tinh xuất hiện trong đầu ấy là cái chuyện rất là bình thường, nhưng quan trọng là chúng ta có nhìn thấy được hay không. Thì thầy muốn nói là thực sự bản thân là ai cũng có suy nghĩ cả, tất cả chúng ta ngồi đây thì lúc nào đầu óc của chúng ta luôn luôn là suy nghĩ là bản tính của tâm trí. Và chúng ta ở đây mà ai mà cố gắng dừng cái suy nghĩ của mình lại thì chắc 5 phút chắc mình chết mất. Chỉ khi chết mới không nghĩ được mà. Thế còn đâu, bản chất là mình hiểu tâm trí thì vẫn là suy nghĩ. Nhưng mà cái mình coi như là vận dụng cái sự mình quan sát và cái sự mình tỉnh thức nó như nào mới là quan trọng. Chứ không phải là mình cố gắng chặn suy nghĩ đấy. Mình quan sát cái suy nghĩ đấy mà thôi. Ok. And we have this Yogi Monastery in Eastern Bhutan, where they will complete their 3 years retreat, and everyone will be sent to the jungles, deep forests to meditate, and almost like 1 kilometer each, 30-40 people will go together, but the gap will be like 1 kilometer, maybe like or half a kilometer. In the jungles and cemetery grounds, and you have to meditate there. In the beginning, I didn't understand it, why people have to do such things. And then I began to listen to people, like, you know, what they are going through and all those things. And then one time, this one yogi was telling his stories about his experience going through these scary places, you know, and we have to build a small tent there. And they will have this big rock, which is made out of horse tail, you know? Horse fur, tail fur. They make a rope, and they will tie it up, and then there will be something to hook up, and then tie it up there, and they will have this miraculous kompa, meditation belt, covering them up. And they will do the chit practice. Chit means calling upon all the spirits and saying that, hey, you eat me, all those things. And at the midnight, one of these yogi is going through this trauma, because he's already like in your mind, you said, okay, there is a ghost here, I can feel it, right? And he already had this in his mind. He was already scared when the sun begins to set. He was already worried, oh, there must be a ghost here. And what happened? Yes, exactly, it happens like around that 11 or 12 at the noon, midnight, then he felt like, you know, the strong wind was moving everything. Even his tent was beginning to shake, like, you know, and underneath his earth, and he found something coming up like an ugly hand, showing up like this, okay? Really? And
the guy was then was trying to hold him. So he had this high bone, has something tied up on top of it. He was trying to like, you know, trying to hit it up. And the ghost was not scary. The ghost hold it up. Ghost pulled this side, he tried to pull this side. Afterwards, his thigh bone was taken by the ghost. So that's how he ended up becoming mourning. So scared. And as soon as the sun arises, he tried to look for his thigh bone. And there was this wood that was chopped and which was pair of the wood like this. So actually he was not seeing the ghost, but he was fighting with this wood. So his thigh bone had something knot on it. Yeah. So he got in on it and he was pulling this side, the wood was pulling that side. So finally the wood took over. So if your mind accepts and begins to believe in such things, even bad things like that can happen. And somebody can even lose their life because of that scary things. And likewise, if you train yourself into the devotions, Guru Padma Sambhava can come in your visions, in your dreams, and reality as well too. And as a person that who have a lot of thick karma in ourselves, we'll be never able to see Guru Rinpoche as Guru Rinpoche. Thầy kể câu chuyện là ở miền Đông Bhutan thì có một cái tu viện của các hành giả yogi ấy. Thông thường các hành giả yogi thì hàng năm họ sẽ phải đi vào trong rừng sâu, là 5-3 tháng 3 ngày họ đi vào nhập thất ở trong rừng. Và mỗi cái nhóm hành giả thì sẽ đi, có nghĩa là họ phải đi cách tu viện một cây số, xong rồi nhóm sau đi cách nhóm trước nửa cây chia thành các nhóm đấy. Thầy cũng hiểu tại sao họ này đi thế, tại vì chắc là họ cũng có lý do. Thì sau khi thầy nghe câu chuyện thì thầy mới hiểu hơn, có nghĩa là bản chất là các hành giả họ sẽ phải có những cái dây thừng buộc bằng như kiểu đuôi ngựa ấy, để coi như là buộc vào người để giữ người mình lại. Trong đêm họ cũng ngồi thiền mà, trong buổi đêm họ ngồi thiền để họ có cái phép ngồi thiền ban đêm, là tất cả các linh hồn, các con ma hãy đến đây ăn thịt tôi đi chẳng hạn đấy. Họ luôn luôn nguyện thế, dâng hiến cho chúng sinh. Thì có một bạn hành giả đấy, bạn ấy rất là sợ ma. Thì ngay từ buổi chiều bạn ấy nghĩ là chết rồi, này buổi tối có gì có ma. Thế là buổi tối tự nhiên bạn thấy coi như trời coi như là gió rông mão ầm ầm nổi lên. Một lúc sau thì có một bàn tay thò lên giật cái dây thừng của bạn ấy, quấn ở đấy. Thì bạn ấy sợ quá, bạn ấy giật cái dây lại. Con ma kia nó tay nó cứ giật cái dây của bạn ấy lại. Hai bên kéo giằng co một lúc, thì bạn thấy là chắc là mình không thắng nổi nó rồi. Thì bạn thôi, bạn thả dây cho con ma cầm đi. Thì coi như là sáng hôm sau thì bạn mới tỉnh dậy. Bạn đi xuống dưới nhà, trèo lên trên, ngồi trên cây. Bạn mới đi xuống thì bạn thấy là hóa ra là cái dây của bạn ấy bản chất là đang buộc vào một cái cột. Cả đêm vừa rồi là cứ đánh nhau, cái cột cứ kéo đi kéo lại mà vướng vào cái cột, mà nghĩ là đấy là cái ma, con ma. Nên thầy trong câu chuyện này thầy muốn nói là thực ra cái tâm trí của mình, bất cứ cái gì mà mình tưởng tượng ra, kể cả những cái xấu, nó cũng có thể biến thành sự thật, đúng không ạ? Thì những cái, chính vì vậy mà đối với các vị Phật ấy, thực sự nếu mà chúng ta có một cái lòng sùng mộ, lòng tin tưởng, thì khi mà mình thực sự sùng mộ Ngài Liên Hoa Xanh ấy, thì Ngài Liên Hoa Xanh sẽ thực sự xuất hiện đối với chúng ta trong tâm thức của chúng ta, trong giấc mơ của chúng ta, hoặc là kể cả Ngài cũng có thể xuất hiện trong đời sống thật của chúng ta. Đấy, quan trọng là cái sự sùng mộ và đức tin của chúng ta đến đâu thôi. So therefore, in order to make a best connection to Padmasambhava is through the visualizing your guru as Padmasambhava, and guru inseparable with Padmasambhava. That's the best way that you can connect to Padmasambhava, because that's the only way, definitely the only way. It's better than like, you know, anything else. Your guru itself holds the core values of Padmasambhava. Everything about the guru is to do with Padmasambhava, most of the time, especially at the Dzogchen teaching, and especially Dzogchen Yingde. So therefore, like when you visualize your guru as inseparable form of Guru Padmasambhava,
that's the best way you can actually make a best connection with Nyanasambhasa is what you mean. Yeah. Và chính vì vậy mà khi mà mình thực hành các pháp môn rô, đặc biệt trong dọc chen hay là các dòng chen linh tích này, thì cái điều tốt nhất để kết nối được với Ngài Liên Hoa Xanh đó là chúng ta phải quán tưởng cái vị thầy của mình chính là Ngài Liên Hoa Xanh. Vị thầy của mình không tách rời khỏi Ngài Liên Hoa Xanh. Tại vì làm sao? Thực sự là đấy là... Tại vì chỉ có vị thầy mình thì mình có những cái bản... Có những là cái... Những cái bản chất giống như... Bản tính giống như Ngài Liên Hoa Xanh. Và thông qua vị thầy của mình thì mình mới kết nối được với Ngài Liên Hoa Xanh. Có ý thầy là thực sự là... Mình không thể kết nối được trực tiếp đâu. Mà do mình quán tưởng với vị thầy và vị thầy mình kết nối thì họ như một cái chiếc cầu ấy sẽ giúp cho mình kết nối được với Ngài Liên Hoa Xanh. Đấy là cách duy nhất mà mình có thể quán tưởng và kết nối được với Ngài. And again, when I say about the connections with Guru Padma Samara and so on and so forth, again, you might think that you are talking about me again, okay? You might be thinking about, I have to be visualizing Guru Padma Samara. Don't make this mistake, Padilla. I'm talking about Jigme Lingpa. Your gurus are Jigme Lingpa, not me. So, visualize Guru Jigme Lingpa, inseparable with Padma Samara. Padmasambhava inseparable with Jigme Lingpa. That's what you should do. If not, Sonsa Khyentse Rinpoche. If not, Dodro Pshen Rinpoche. That's what you should do. I'm just... I don't know anything, by the way. So therefore, seriously, don't make this mistake of visualizing me as Guru Rinpoche. Because Guru Rinpoche will do all the funny things. So you will say, Guru Rinpoche does a shopping as well too? He eats salty food? How come? You know? You will wonder more. Does Guru Rinpoche have an iPhone? No way, right? So you will be more concerned about this thing. So the problem is that we don't know Jigme Lingpa. We don't see him in person. Don't even worry. In our room. Don't worry. At least we know your face. Just visualize. We know you by person, right? We meet you, we eat with you, we play with you, we go shopping with you. At least we know. Sorry. Who's Jigme Lingpa anyway? We don't see him. You cannot deny your form. Even Drodup Chen Rinpoche, I don't know him, sorry. You can visualize that. Thầy thì thầy luôn từ chối là cái việc mà mình khi mà mình kết nối Ngài Liên Hoa Xanh là mình quán tưởng thầy không tách rời Ngài Liên Hoa Xanh, đúng không? Thầy vừa dạy thế thì thầy bảo đừng có đem cái mặt tao ở trong đấy, mà thay vì cái mặt của ông ấy thì thầy muốn mọi người là coi như là nhớ đến Ngài Jigme Lingpa, vị thầy của thầy, hay là Ngài Dungsa Rinpoche, hay là Ngài Drukchen Rinpoche. Các ngài đấy mới là có đủ phẩm tính để kết nối với Ngài Liên Hoa Xanh. Nên là thầy dặn mọi người là kết nối thông qua hình thức như vậy. Chứ không mọi người cứ nghĩ đến thầy lại nghĩ một cái ông suốt ngày đi shopping này, một vị thầy coi như là dùng iPhone này, thì làm sao có đủ phẩm tính của Ngài Liên Hoa Xanh được, đúng không? Okay. So that chapter, let's finish it. Okay, now the four thoughts that turn the mind from the samsara. Chúng ta vừa phân, so we finish the first part, including the purify the body, speech. The speech and the mind. And mind is calling the guru from far away. Yeah. Lama Chen, Lama Chen, Lama Chen. Mọi thầy từ chốn ngàn xa. Lama Chen, Lama Chen, Lama Chen. Có nghĩa là phần vừa rồi chúng ta học phần đầu vừa rồi thì bao gồm 3 phần, đúng không? Thanh tịnh thân, đúng không? Xong rồi chúng ta thanh tịnh đến khẩu, và vừa rồi là chúng ta thanh tịnh tâm. Thực ra thanh tịnh tâm chính là mình cầu nguyện đến vị thầy, đúng không? Thanh tịnh tâm mình nhớ đến vị thầy và tâm mình hòa quyện đến vị thầy, thì bản chất là gì? Là tâm mình sẽ được trong suốt như tâm của vị thầy, đúng không? Thế là cách pháp thứ 3. Thì pháp đấy vừa rồi, cái pháp mà thanh tịnh thỉnh cầu vị thầy thì người ta gọi là Lama Chen, là gọi thầy từ tốn ngàn xa đấy, cứ gọi thầy đấy, và cứu và vào away. Và bây giờ tiếp theo thì muốn luyện chuyển tâm.
Còn tiếp theo chúng ta sẽ học bốn niệm chuyển tâm. Cái bốn cái niệm này sẽ chuyển tâm này thì sẽ giúp chuyển tâm ta đi đâu, chuyển tâm ta thoát ra khỏi luân hồi. Any questions regarding the calling the Guru from Pahavi? Arousing the Buddha or invoking the Guru? Easy. We can calling the Guru from Chongsa. Guru from Chongsa, Guru from Chongsa. It's this far away indeed, right? How is it doing? Okay, let me tell you this, guys. You know, maybe there are two ways to practice the Dharma. Okay, one way is to be very brilliant, very brave, that you can use your intellectual and understand the Dharma. Therefore, like, even if we have a named guru, that's good enough. And there is another way of like practicing the Dharma. Those who don't understand so many things is that you have to depend on your devotion. That's what it says. Dharma means you have to refine your devotions, and through that devotion is whatever that you see through the Guru, taking it positively. It doesn't mean that when the Guru does all those nonsense things, you have to take it into the positive things, but purifying your own concepts. Why does Guru drink some coffee so much? You don't really have these things. Maybe like if you think, I mean, it is not necessary to drink coffee, but maybe that's my wrong perception. You should always understand yourself. Maybe that's my wrong view. As much as possible, when you even like think about the Guru, even when you think about the Guru, the devotion should really touch the nerve of your heart that shakes you off, fills you in the tear. Forget about taking it easy. And nowadays, when you talk about somebody becoming your guru, it sounds so easy. People are taking it so easily. That's why there are so many failures, things happen. That's why time and again I'm reminding you that I don't have that good qualities. That actually, I really mean that. Because I don't have anything that I really find in myself that I can be somebody's guru. Not at all. I can be somebody's Dharma friend. Dharma friend can also help you understand the Dharma, right? Guru means taking a responsibility. Guru means it should be reliable. Understand? It should be reliable. When I talk about my gurus, I have never seen them from the angle of being a human being. You know, in my sometimes I have tasted my own devotions, you know what? Before I see my gurus, I used to think like, okay, I will sit on the chair, talk to him for an hour. I'll think that. As soon as I see them, I'll break down. I'll just prostrate to them. I don't have even courage to look at their face. Because they are so important to me. I won't even dare. It is not about like, I have to behave in such a way. It happens in my way. When I remember like Zonsa Khenzi Rinpoche, I used to be his biggest opinion, by the opposite person. I used to talk about Zonsa Khenzi Rinpoche's teachings, criticized his teachings for many times. And it gives me strong reasons to only look into him with such a reasons. When I actually first attended his teaching, it was such a magnificent that it turns all of my visions, all those wrong views were purified. And when that was the first time that I felt the Dhammakaya presence in myself. And I remember I was sitting next to Rinpoche here after the Dzogchen teachings in Eastern Bhutan. And crying in tears that couldn't stop my eyes. And it was not an acting. You know, because of these devotions, I am also not a smart person. I also follow this devotional path.
So this kind of devotion will basically have this opportunities to change yourself within yourself in so many things. So if you are not smart enough, that's actually totally dependent on you. You will know yourself very well. If you are smart enough, you can take the smart path. Thinking yourself, having intellectual perception, cutting through, chopping through all those perceptions and everything, and then you can find the truth in yourself. If not, that's what, if you have undisturbed, if you have so strong devotion towards your guru, even one word of a guru can liberate you. Dorup Chan's years and years of silence has taught me so many things. Silence can also become a teaching to you because of your devotion. I used to always wish that Rinpoche never speaks to me. I used to always wish. And you know what? I used to consider that when Rinpoche greets me and says, "Hi, how are you doing?" I used to be, "I'm so unfortunate today that I didn't receive this teaching again." Because his silence was really magnanimous. It was so much magnificent. It used to change my entire perceptions, even my angers and everything. I used to understand through his silence, whatever that comes, let it come. Do not do anything else. Be silent. Simply be aware and watch it. That was a completely best teaching for me. So if you have this devotion, that's why I called it, I have only two root gurus. I have so many gurus, by the way. I have more than 25 gurus that I have received the teachings from. But these two persons are the one that I have felt devotional, so much deeply connected. With their one word, I could do anything. I could become anything. With their magnificent characteristic, I can understand the Dharmakaya of my within myself. That's what I call karmically connection, So that's what I mean about the gurus when you talk about the guru. Thầy có nói là thực sự là có hai cách học giáo pháp. Có một cách học thứ nhất đó là chúng ta là một người rất là thông minh về mặt tâm trí, thì chúng ta có thể tự đọc các cái giáo pháp, xong rồi tự nghiên cứu, tự mầy mò, rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ ngộ ra. Thông qua việc nghiên cứu của chúng ta sẽ ngộ ra và chúng ta sẽ không cần có vị thầy. Đấy là cách đầu tiên dành cho những người nào mà thực sự rất là thông minh và rất là hiểu biết, đúng không ạ? Cái cách thứ hai để học được giáo pháp đó chính là cái lòng sùng mộ. Cái lòng sùng mộ không gián đoạn, lòng sùng mộ luôn luôn coi như là tin cậy vị thầy. Thì cái cách đó sẽ là cách mà giúp chúng ta học giáo pháp mà chúng ta không cần phải dùng một cái tâm trí nào cả. Đối với thầy thì thực ra là trong cái cuộc sống này nhiều khi là mọi người quá có các vị thầy quá dễ dãi, các vị thầy đến, các vị thầy ban cho giáo pháp quá dễ dãi. Nhiều khi là mọi người thấy cái việc kết nối với vị thầy nó quá bình thường, quá dễ dãi, có thể ngồi đấy nói chuyện với thầy hỏi lúc nào cũng được. Nhưng mà đối với thầy thì thực sự là để mà gặp được vị đạo sư chẳng hạn như là gặp được các vị thầy của thầy thì nhiều khi là thầy đến thầy chỉ có quỳ sụp, đúng không? Thầy không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. Bởi vì để gặp được các ngài, để được diện kiến các ngài như thế là một việc vô cùng quý giá và vô cùng quý báu với thầy. Và chỉ có như là ngồi dưới gậy và không bao giờ coi như là dám ngoi lên nữa. Trong cuộc đời của thầy thì có rất là nhiều vị đạo sư. Ngài có 25 vị đạo sư, 25 vị thầy, nhưng mà chỉ có 2 vị thầy gốc thôi. Đó là Ngài Dorup Chen và Ngài Rinpoche Khyentse. Thì đối với Ngài Dorup Chen thì thực sự là ý thầy là một cái vị thầy gốc là như nào? Vị thầy gốc có nghĩa là người ta chỉ cần nói nửa lời hay là nói chỉ nói một từ thôi là cũng đã có thể làm cho mình rung động và làm cho mình coi như là giác ngộ luôn. Nhiều khi là chỉ cần như thế là mình đã ngộ ra một cái gì đó. Thì Ngài Dorup Chen thì Ngài có một cách hay hơn, đó là không cần dùng từ gì cả. Chỉ cần đứng bên cạnh Ngài thì cái việc Ngài giữ im lặng là như Ngài đang thuyết pháp với thầy rồi. Nhiều khi Ngài hỏi chào con khỏe không, thì hôm đấy thầy bảo ôi chết rồi, mình không may mắn quá, thầy lại nói mất rồi. Đối với thầy mà thầy nói câu gì thì đối với thầy là lúc ấy mình chưa đủ tiêu chuẩn mình nhận giáo pháp.
Còn rất nhiều khi thầy ở bên ngài, ngài đầu khi không nói gì thì đối cái đấy đối với thầy là một cái sự cực kỳ tuyệt vời mà thầy đã được lắng nghe một cái bài pháp tuyệt vời từ ngài Dorje Tre. Còn đối với thầy Đông Sa Khyentse Rinpoche thì trước đây thầy còn có cái tư tưởng là không đồng ý với tất cả tư tưởng của ngài. Hồi thầy còn trẻ thầy nghe những cái bài pháp thoại của ngài thầy còn chỉ trích tại sao ông này ăn nói buồn cười, ông nói ngang phè phè, ông nói ngược lại. Thầy Đông Sa, nếu mà mọi người đọc thì sẽ thấy tư tưởng của ngài hoàn toàn coi như là phá chấp. Có nghĩa ngài có thể nói có thể phá chấp tất cả những cái tư tưởng gì mà mọi người đang nghĩ là đúng. Thì hồi trẻ là thầy hầu như là không hề thích cái việc các bài giảng thầy Đông Sa và thầy còn phản đối. Nhưng mà chỉ có một hôm khi mà thầy đến diện kiến ngài nghe một buổi giảng pháp của ngài ở một pháp thoại pháp hội thì thực sự là ngài bị rung động thật sự. Và ngay cái khoảnh khắc đấy, cái lúc đó thì ngài đã thực sự cảm nhận được cái Phật tính, cái pháp thân của trong mình. Trong Phật giáo thì người ta hay nói đến tam thân, đúng không? Người đến tam thân, ứng hóa thân là cái thân trần phàm này của mình, pháp thân là cái thân tu hành, báo thân là cái thân tu hành tích lũy các công đức của mình qua nhiều đời nhiều kiếp, và pháp thân là cái bản tính Phật, cái Phật tánh ở trong chính con người mình. Thì ngay lần đầu tiên ngài gặp thầy Đông Sa, mặc dù trước đây thầy rất ghét ấy, thì ngay lần đầu tiên ngài gặp thầy Đông Sa là ngài đã rung động và thực sự cảm nhận được Phật tính ở trong mình. Chính vì vậy mà sau đấy là ngài thay đổi hoàn toàn và thực sự là quy phục ngài ngài Đông Sa. Đấy là chính là lý do vì sao thầy nói là cái vị thầy gốc, mặc dù có rất nhiều vị thầy truyền cho thầy rất nhiều bộ giáo pháp, đúng không? Giáo pháp ở bên Phật tông thì nhiều lắm, vì ông nào cũng truyền cho thầy các kiểu bộ giáo pháp siêu cao lắm. Nhưng mà thực sự chỉ có hai người làm cho thầy rung động. Và đấy là cái ý thầy muốn nói, đưa cái ví dụ ở đấy ở đây để thầy cho chúng ta biết là chúng ta thế nào là cái tính đệ tử, cái sự kết nối dòng sùng mộ của một đệ tử với vị thầy là như thế nào. Đó là khi chúng ta tìm được đúng cái vị thầy thì thực sự chúng ta sẽ có một cái lòng sùng mộ như vậy và cái sự rung động như vậy để cho mọi người có thể cảm nhận được và mọi người sẽ tự trải nghiệm và biết là ai là vị thầy của mình. Okay. So now we have this, when you talk about the preliminary, we should talk about, we are talking about two different preliminaries. One is external preliminary and one is internal preliminary. And that external preliminaries are for four thoughts that turn the mind from the samsara. Okay? Because our mind is mostly projected outside. We most of the time think about what is there, who is there, what is going on around. All those things, our mind is always distracted. That's why you most of the time we are busy looking outward. Right? Looking outward. Isn't that? We do not think about life, we do not think about the reality, we do not think about what is going to happen next. We always think about who is going to do what. What is going to happen next? Always in that reality. For example, if you are a father, if you are a mother, you are thinking about what will my kids do? How am I going to support the education, right? And what kind of job I should take, isn't that? And what kind of husband will I get? What kind of wife? Oh, I'm not getting well with my wife. I'm not getting well with my husband. So what should I do with these things? What that and this and that. I have to travel to this country, that country, then I wanted to do this, that. All those things, you're always outward. So in order to turn that mind, which is actually projecting this side, turn that mind to look inside yourself, be more content, looking inward into the more reality. That's what the teachings of four thoughts means by. Trong thực hành sơ khởi Munro của thực hành sơ khởi thì nó có hai loại thực hành sơ khởi bên ngoài gọi là ngoại Munro và thực hành sơ khởi bên trong thì gọi là nội Munro. Thì thực hành sơ khởi bên ngoài nó có nghĩa là gì? Nó nghĩa là trong cuộc đời chúng ta ấy, thì bản chất là khi mà chúng ta chưa tu hành Phật pháp thì chúng ta sẽ luôn luôn nhìn hướng ra bên ngoài, chúng ta luôn luôn nhìn vào sự vật hiện tượng, cái gì đang diễn ra bên ngoài kia vậy, người này đang làm cái việc gì vậy. Thế. Chẳng hạn như ở trong gia đình thì người vợ nhìn vào đứa con luôn luôn nghĩ là chết rồi, con mình bây giờ học lớp mấy rồi, mình phải giúp nó như nào.
bây giờ mình phải đi làm công việc gì để có như là cho con mình có tiền để sắp tới nó đi học đại học chẳng hạn thế. Hay là người chồng thì luôn luôn nhìn sang người vợ, không biết là người vợ mình có vui không, người vợ mình có buồn không, người vợ mình có thực sự hạnh phúc với mình hay không. Thì tất cả những cái việc mà cái tâm trí mình luôn luôn bị cuốn theo, luôn luôn bị hướng ra bên ngoài, cái đấy là bản tính của tâm. Và chúng ta quên mất một cái sự thật bên trong, cái sự thật ẩn sâu trong tất cả những cái sự việc đấy là gì, chúng ta không thể nhìn được, là thứ nhất. Thứ hai thì chúng ta cũng quên mất nhìn vào bên trong của chúng ta. Thì cái bốn cái niệm chuyển tâm mà chúng ta chuẩn bị học tới đây, mục đích của nó là để chúng ta hiểu rõ được cái sự thật của cái cuộc sống này, cũng như là sự thật ở bên trong chúng ta. And so from this, the first most important thing is about thinking about the human life, or basically our own human life, which is our own body, and how important this is, and what can this human life actually bring us. That's what we're talking about, Sustan. Cái niệm chuyển tâm đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là người là